Những cái bạn lúc nãy không vào được bây giờ đã vào được chưa nhỉ? Các bạn chú ý, mình không hiểu cái cơ chế của team này. Những bạn nào vào chúng ta đừng đừng tạo những cái section mới hay channel mới làm cho mọi người bị loạn đúng không nào? Mình đã cố gắng là bao giờ cũng online trước các bạn, trước giờ học 5-10 phút để tạo ra một cái các bạn vào mình thấy vừa rồi với bài chữa của bạn Mai Nhật Quang có bạn nào có câu hỏi gì không nhỉ? Lớp mình nhỉ? Những bạn nào mà lúc đầu không vào được thì chúng ta vẫn có cái record rồi đúng không nào? Chúng ta về chúng ta xem lại cái record, chúng ta đã chữa được 3 bài rồi đúng không? Bây giờ còn bài cuối cùng của phần bài tập về nhà buổi trước cũng là bài khó nhất. Bài liên quan đến hàng đợi đa cấp. Có bạn nào xung phong bài này không? Phần phần về hàng đợi đa cấp đấy. Vẫn có bạn toán này, ngoài bạn toán ra có bạn nào làm được không nhỉ? Đỗ Ngọc Huyền, có nhiều bạn làm được phần này nhỉ, mình nghĩ là mình mời bạn Đỗ Ngọc Huyền nhé, theo thứ tự các bạn giơ tay. Bạn Đỗ Ngọc Huyền chữa cho mình bài này nhé. Dạ vâng ạ. Cô để em xem màn hình. À, thưa cô là cô thấy màn hình của em chưa ạ? Chắc là rồi mình nhìn thấy rồi, Dạ rồi ạ. em zoom zoom nó to lên một chút nhá, nhìn nó hơi nhỏ rồi, thế là ổn rồi. Dạ vâng. Theo đề bài này thì yêu cầu là vẽ Gantt chart, sau đấy tính thời gian trung bình, thời gian hoàn thành trung bình, rồi là thời gian phản hồi trung bình. Thì ở đây là sử dụng thuật toán hàng đợi đa cấp. Có 3 hàng đợi là hàng đợi thứ nhất, hàng đợi thứ hai và hàng đợi sau. Thì em đặt 3 cái queue, là đây là Q1, Q2 và Q3. Thì mỗi lần thời gian đến vào thời gian nào thì mình sẽ bỏ từng lần lượt các P1, P2 vào các quy tương ứng. Thì đầu tiên là khi mà t bằng 0 thì mình sẽ có hai tiến trình, đó là P1 và P4. Thì P1 mình sẽ bỏ vào hàng đợi Q1 và P4 mình sẽ bỏ vào hàng đợi Q2, vì hàng đợi Q1 thì sẽ có mức độ ưu tiên hơn là hàng đợi Q2, nên là mình sẽ chạy P1 trước. Đúng rồi. Thì sẽ sử dụng thuật toán round robin với quantum bằng 20. P1 thì mình sẽ chạy 20 unit. Sau đấy đến 20 giây thì chưa không có tiến trình nào mới đến, thì mình vẫn sẽ tiếp tục chạy P1 đến 40. Thì ở trong khoảng 20 đến 40 thì sẽ có 30 là tiến trình P2 và P3 đến, thì mình sẽ bỏ vào hàng đợi. Bây giờ hàng đợi Q1 sẽ gồm là P2, P3. Sau khi mà đã hết 20 unit thì mình sẽ lại chuyển cái state, thì là sang P2. Khi đó P1 còn lại là 50 trừ 40 là 10, thì sẽ vào hàng đợi số 1. Khi đấy mình sẽ lấy P2 ra, thì P2 với quantum là 20, thì ở đây 15, thì mình sẽ hoàn thành P2 đầu tiên. Sau đấy mình sẽ đi đến P3 thì cũng quantum 20, mình sẽ có được là đến 75, và P3 thì còn lại là 45 trừ cho 20 là còn 25. Khi đấy P1 đang ở hàng đợi thì mình sẽ lấy P1 tiếp theo. Lúc đấy thì P3 sẽ vào Q1, nó sẽ xếp sau P1. Thì sau đấy mình sẽ lấy P1 ra, vì P1 còn 10, thì ở đây mình sẽ cộng thêm 10 là 85, và P1 là hoàn thành. Khi đấy thì mình sẽ tiếp tục là chạy P2, chạy P3. P3 thì còn lại chạy như nào thì chạy như thế này luôn. Đến 110 là hoàn thành P3. Khi đấy thì hàng đợi Q1 đã trống, nên là mình sẽ sang hàng đợi Q2. Q2 ở đây lúc nãy là mình có P4, thì T4 sẽ ra và sẽ được chạy. Và vì mình sử dụng thuật toán
cho phép dừng SJF, nên là mình sẽ chạy đến 10 giây đầu thì mình thấy có P, đến một giây 120 thì mình có P5, là tiến trình chạy, thời gian chạy nó thấp hơn, nên là mình sẽ chạy P5 và bỏ P4 vào Q2. Sau khi hoàn thành P5 là đến 130 thì lúc đấy mình sẽ chạy tiếp P4 hết ạ. Lúc nãy thì đến giây 60 thì P6 vào rồi, và đến giây 130 thì P7 cũng vào, nhưng mà nó là hàng đợi có độ ưu tiên thấp nhất nên nó phải chạy sau cùng ạ. Sau khi mà Q1 và Q2 đã rỗng thì ta sẽ tiếp tục chạy cái hàng đợi sau là hàng đợi Q3. Thì hàng đợi Q3 này thì nó chỉ là thuật toán first come first serve, nên là nó chạy theo trình tự là P6 đến P7, là 30-20 như thế này ạ. Rồi, thì bạn Huyền làm rất là chuẩn rồi đúng không nào? Các bạn phân tích tầm. Dạ vâng ạ, còn cái công thức, còn cái những cái ấy thì nó theo công thức như trên của các bạn nói thôi ạ. Rồi, là mình muốn kiểm tra xem là cái response time bạn tính P1 như thế nào nào. Response time thì em sẽ lấy cái thời gian mà được phục vụ sớm nhất trừ cho arrival, thì P1 ở đây được phục vụ là 0, thì arrival của nó là 0, thì 0 được 0 bằng 0. P2 thì là 40 trừ cho thời gian đến là 30 thì là 10. Yeah. Rồi là P3 thì là 55, thì 55 trừ cho 30 là 25 ở đây ạ. Thì cứ phần này nhớ là phải viết ra công thức nhé, còn đây thì bạn đang viết mỗi cái đáp án ra đúng không nào? Còn thực ra là chúng ta cũng suy ra từ chỗ waiting time chúng ta tính ở trên thôi. Rồi, vậy là bạn đã đúng. Còn cái completion time thêm nào, bạn tính thêm nào. Completion time thì nghĩa là thời gian hoàn thành của tiến trình, ví dụ P1 ở đây thì hoàn thành của nó là 85 ạ. P2 hoàn thành nó là 55, P3 là 110, P4 là 160. Nhưng mà bạn vẫn thiếu, bạn chỗ này bạn lại thiếu mất trừ đi arrive time. Arrive time em tưởng đấy là turnaround time ạ. Đây gọi là xem đề bài xem nào, xem đề bài này sao lại completion time, turnaround time nữa nhỉ? Bởi vì ở trên kiểu em tính thì em tính đây, một loạt hoàn thành ở đây chính là turnaround time đấy. Turnaround time em turnaround time thì em đây rồi, nhưng mà em tưởng là không, chúng ta không có cái completion time kiểu này đúng không nào, còn đây là turnaround time, đây là chính là thời gian hoàn thành trung bình. Rồi còn waiting time của bạn thì bạn chia ra rồi đúng không? Thử mình kiểm tra với B1 xem nào. Waiting time sẽ bằng turnaround time trừ đi cái burst time chạy, thì turnaround time là ví dụ như 85, burst chạy ở đây là 50. Rồi là P2 thì xem nào. Ở đây nếu mà bạn chạy một lần thì bạn làm được cái công thức đấy, còn chạy nhiều lần thì chúng ta không thể làm được cái công thức đấy đúng không? Thì ví dụ nhá. Đang nói ví dụ là B3 chẳng hạn. Nếu mà bạn làm như thế thì bạn tính ra B3 là bao nhiêu? Cái turnaround time hay là waiting time của cô? Waiting time. Em tính theo waiting time. Thì turnaround time của P3 là 80 trừ đi 45 thời gian chạy ạ. Là thì vậy là bạn còn tính trừ đi 45 là 35 đúng không? 80 trừ đi 45. Bây giờ mình tính theo cái waiting time nhá. Waiting time là cái thời gian là mình đợi trong queue. Thì đây cái thời điểm đầu tiên B3 được phục vụ là 5 năm đúng không? Vậy nó đã đợi là 5 năm trừ đi bao nhiêu, nó đến thời điểm bao nhiêu? P3 đến vào thời điểm P3 đến vào thời điểm 30 giây ở đây ạ. Nghĩa là phải tính cả cái thời gian đợi trong queue. Thì vậy là lần đầu tiên là nó đợi là 30 đến 5 năm là 25 rồi đúng không? Vâng, sau B3 bị dừng ở 75 này, 75 thì là lên đến 85 là thêm 10 nữa là cũng là 35 này. Đúng rồi này, mình muốn kiểm tra, vậy là nó vẫn là 35 này. Bây giờ tính B4 đi xem nào. B4 thời gian đến của nó là 0, nghĩa là từ 0 đến 110 nữa. Sau vậy cộng thêm cái nó đợi lần thứ 2 nữa là 10. Là 120 đúng không? Dạ. Theo công thức của bạn thì bạn sẽ tính ra bao nhiêu? P4 của em là 120 ạ. Cũng là 120 ạ. Em tính theo công
Từ thôi chị, em cũng không cộng cái ấy, chắc là nó Chắc có thể là với hai cái là đúng, mình không nhớ, không 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 chứng minh được cái tương đương. Nói chung là các bạn về các bạn kiểm tra lại, nếu mà chạy đến tầm 3 lần là đúng thì là có thể là tương đương, còn ở đây mình không rõ nên các bạn chú ý nhé. Cái phần waiting time là các bạn mà suy ra từ turnaround time thì thật là chú ý, tại vì nó đúng với cái trường hợp chúng ta chạy một lần hai lần, ở đây là chạy hai lần vẫn thấy nó đúng này, còn nhưng chạy ba bốn lần nữa thì là các bạn phải kiểm tra lại, tại vì mình không không rõ được cái sự tương đương như thế này, đúng không nào? Rồi này, cảm ơn bạn Huyền rất nhiều. Dạ em cảm ơn. Mình cũng không nghĩ là về cái bài này các bạn lại cũng làm rất là xuất sắc, đúng không nào? Với phần này mình để cho bạn Huyền 2 điểm bonus cái phần này. Có thể với một số bạn thì nó lại dễ hoặc là như nào đấy, nhưng mà phần này nó phức tạp hơn, đúng không nào? Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc được cái phần chữa bài về nhà tuần trước, đúng không? Rồi này, chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài hôm nay. Nói chung là mình cũng rất là thấy các bạn là cái phần bài tập về nhà có những cái công thức mình chưa đưa ra, các bạn cũng tự tìm hiểu trong sách và các bạn làm được, thì mình thấy tinh thần của lớp mình rất là tốt, đúng không nào? Vậy là vừa rồi là chúng ta tuần vừa rồi là chúng ta đã xong cái bài đầu tiên liên quan đến chúng ta gọi là các thuật toán mà chúng ta phải làm quen khi làm việc với hệ điều hành, hay là cụ thể là chúng ta là đang lập lịch để lựa chọn tiến trình từ hàng đợi sẵn sàng hay ready queue lên để xử lý trên CPU, mà chúng ta đang giả định rằng là chúng ta làm việc với một đơn vị xử lý thôi, đúng nào? Tức là tại một thời điểm chúng ta tại cái đơn vị xử lý của chúng ta nó chỉ xử lý được một nhiệm vụ, nên chúng ta phải lựa chọn một tiến trình từ hàng đợi sẵn sàng. Và các bạn đã được giới thiệu bốn cái thuật toán chúng ta gọi là kinh điển, đúng không nào? Cái những cái kiến thức này học, các bạn mà học từ 20 năm trước hay 30 năm trước thì là cũng chỉ có bốn thuật toán kinh điển này thôi, đúng không nào? Đấy là từ cái thời sơ khai. Thì đấy là để các bạn làm quen với cái tư duy logic khi giải quyết một vấn đề trên thực tế. Chúng ta đặt vấn đề, đúng không nào? Chúng ta có các tiến trình đến và nó đang xếp hàng trong một cái queue như thế, và chúng ta lựa chọn tiến trình nào. Thì bao giờ chúng ta cũng bắt đầu từ những cái đơn giản nhất, đúng là giống như là trong cuộc sống là chúng ta với cái tiêu chí gọi là first come first serve, ai đến trước thực thi trước, và chúng ta triển khai nó, chúng ta đánh giá nó, thì chúng ta thấy bao giờ chúng ta có hai mặt. Câu hỏi đặt ra là thứ nhất triển khai được không, có lập trình được không, đúng nào? Và nếu triển khai nó thì chúng ta đánh giá các tiêu chí như là thời gian hoàn thành trung bình là gì, thời gian đợi trung bình là gì, thời gian phản hồi trung bình là gì, đúng nào? Và với chúng ta thì chúng ta ưu tiên cái nào hơn. Giống như ở đây mình thường là phân tích các bạn hai cái khía cạnh chúng ta quan tâm với cái việc lập lịch cho CPU, là thứ nhất là chúng ta đánh giá cái thời gian chờ trung bình, chờ trong hàng đợi sẵn sàng, và thời gian phản hồi trung bình, đúng không? Hai cái tiêu chí đấy là cái chúng ta quan tâm hơn. Tại vì sao? Nó giống như các bạn đi đến bất cứ cái dịch vụ nào, các bạn bao giờ cái phản hồi, thời gian phản hồi trung bình là cái là chúng ta sẽ cảm nhận được đầu tiên. Tức là bạn đến và bạn mặc dù bạn chưa được phục vụ hết yêu cầu của bạn, nhưng mà bạn lại có người, ví dụ các bạn đến một cái ngân hàng thì đầu tiên là sẽ có người hướng dẫn bạn là lấy ra lấy số thứ tự đi, đúng không nào? Sau bắt đầu hướng dẫn bạn là ngồi vào đây vào kia đấy. Mà đấy, mặc dù chúng ta chưa được phục vụ đâu, nhưng mà cũng có người hướng dẫn làm cái này cái kia, thì chúng ta thấy là chúng ta hài lòng, còn hơn là chúng ta đến chúng ta cứ chờ 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 mãi mà không biết mình phải làm gì, đúng không nào? Thì đấy là cái cảm nhận như thế. Cũng giống như là bây giờ có nhiều tiến trình, mình có một cái file, mở file Word này, mình mở một file PowerPoint, mình mở một file PDF, đúng không nào? Thì là mặc dù là hệ điều hành chưa mở hết cái file đấy cho mình, nhưng mà cứ mở một hai trang Word cho mình, thế mình có thể xem Word được ngay, mình cảm giác là đã được phục vụ, đúng không nào? Sau mình chuyển sang PDF mình cũng thấy được mở hai ba trang rồi, đúng không nào? Sau chuyển sang PowerPoint thì cũng được mở rồi, thì đấy là cảm giác như là ôi cái máy này nhanh thế, đúng không nào? Chứ bản chất là nó vẫn chưa xong nhiệm vụ của nó đâu, vẫn chưa mở được hết cái file Word, chưa mở được hết file PDF, đúng không nào? Thì là cái phản thời gian phản hồi là cái thì làm cho đánh lừa các tiến trình cũng như là khách hàng là thấy là mình được phục vụ nhanh. Và cái thao tác của con người bao giờ cũng rất chậm, các bạn đọc kể cả các bạn di chuyển cũng thế, nó phải tính theo giây,
nhưng mà CPU thì nó tính theo nano giây hoặc mili giây, đúng không nào? Thế nên nó có thể xoay quanh 10, 20 tiến trình cho mỗi cái vài chục hay là vài trăm mili giây là chuyện nhỏ, đúng không? Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể học hỏi cái tư duy, tức là các bạn đang học cái tư duy giải quyết vấn đề trên thực tế, người ta đưa ra vấn đề thì chúng ta giải quyết như nào, đúng không nào? Chúng ta thấy là có, vậy là gì, sau khi mà chúng ta triển khai cái phát khám phát xuất, chúng ta thấy là về lập trình thì triển khai rất đơn giản, nhưng mà chúng ta đánh giá thấy là có những cái hiện tượng như là những tiến trình đến sau thời gian chạy ngắn thì phải chờ cho những tiến trình đến trước mà thời gian chạy rất dài, thì nó mới đưa cho chúng ta cái tư duy là vậy rồi, nếu mà chúng ta đảo các tiến trình ngắn lên thì là chúng ta sẽ giảm được cái thời gian chờ chẳng hạn. Vậy là chúng ta đưa ra được cái tiêu chí để chúng ta có thể ra một cái thuật toán chúng ta gọi là shortest job first, đúng không nào? Thì về lý thuyết chúng ta thấy cái thời gian chờ trung bình của nó là ngắn hạn ngắn nhất, đúng không, trong các thuật toán chúng ta đã triển khai. Thế nhưng mà cái mặt là chúng ta lập trình thì nó lại là khó khăn, chúng ta không thể có được cái chính xác là cái thời gian chạy trên CPU lần kế tiếp, chúng ta không thể dự đoán, chúng ta không thể có cái con số chính xác. Thế nên người ta lại nghĩ ra cách dự đoán. Tất nhiên là dự đoán thì nó có sai số nhất định, thì nó chỉ đạt được một cái xấp xỉ chứ nó không đạt được cái gọi là tuyệt đối, đúng không nào? Giống như bạn tưởng tượng ra là bạn chứng minh là có một cái đỉnh núi cao nhất, nhưng mà không không ai trèo được lên cái đỉnh núi cao vì một cái điều kiện nào đó, đúng không nào? Thì đương nhiên là không bao giờ chúng ta đạt được cái tuyệt đối cao nhất đấy, mà chúng ta chỉ trèo lên những cái đỉnh núi thấp hơn thôi chẳng hạn. Và từ đấy người ta đưa ra những thuật toán nó na ná như thế, như là priority, đúng không nào? Priority nó cũng xuất phát từ cái nhu cầu của... trên thực tế là có một số tiến trình chúng ta phải cần ưu tiên nó hơn, như là ví dụ các tiến trình của hệ điều hành, hay là một số tiến trình chúng ta xếp nó cái hạng ưu tiên cao hơn thì chúng ta cho nó chạy trước. Thì đây là những cái vấn đề chúng ta học buổi trước để chúng ta học làm quen với cái tư duy giải quyết vấn đề ở trong cái môn nguyên lý hệ điều hành. Nó luôn luôn theo kiểu là người ta đặt ra vấn đề chúng ta cần giải quyết là gì, và chúng ta hãy lựa chọn các cách thức có thể giải quyết, có thể lập trình được, đúng không nào? Và chúng ta đánh giá các tiêu chí xem là chúng ta đưa ra một số cái tiêu chí mà chúng ta thấy là phù hợp để đánh giá nó. Thì tất nhiên là dựa vào tất cả những cái này là đều dựa vào cái thực tế và kinh nghiệm thôi, đúng không nào? Còn chúng ta học thì cái phần đánh giá như nào thì chúng ta đều đều dựa theo những cái người ta đã đi trước, người ta đã đặt ra là với phần này chúng ta phải đánh giá tiêu chí này, với phần kia chúng ta phải đánh giá tiêu chí kia, đúng không nào? Buổi hôm nay chúng ta sang một cái phần tiếp theo là đồng bộ tiến trình, process synchronization đấy. Và phần này từ trước đến giờ ấy, mình cũng nói luôn với bạn là cái bài này luôn được tất cả các bạn sinh viên coi là cái phần khó nhất. Mình không biết tại sao, đúng không nào? Tại vì thứ nhất là chúng ta phải đọc cái có kỹ năng phải đọc mã giả. Các bạn biết về pseudocode chưa nhỉ? Ví dụ ở đây mình đưa cho bạn, đây là một cái mã giả, đúng không nào? Thì với phần này đầu tiên là chúng ta phải hiểu được, có kỹ năng đọc mã giả để chúng ta hiểu được cái ý tưởng người ta làm là gì. Thứ hai là cái khái niệm đồng bộ tiến trình ở đây nó cũng tương đối khó, nên là những cái bạn nào các bạn để ý cho mình cái phần này một chút nhé. Từ trước đến giờ cái phần này, cái bài giảng này bao giờ cũng là cái phần khó nhất đối với các bạn, và khi đi thi hay kiểm tra cũng thế, là các bạn thấy phần này là cái phần các bạn khoai nhất. Thì chúng ta sẽ khám phá dần dần tại sao, lý do tại sao nó lại như thế, đúng nào? Cũng như là lần cái khái niệm cũng như cái cách thức làm, ở đây cũng có cái phần lập trình mình sẽ hướng dẫn các bạn sau cùng. Các bạn sau bài này chúng ta cũng phải lập trình, nhưng mà chúng ta phải dùng có thể là Java chúng ta mới giải quyết được những vấn đề đấy, chứ chúng ta không chỉ lập trình trong C, C cộng cộng nữa, đúng không nào? Thì ở đây cái vấn đề chúng ta là đồng bộ hóa các tiến trình, đúng không nào? Tức là chúng ta thấy là trong hệ điều hành của chúng ta, mặc dù là chúng ta đang quan tâm đến đơn vị xử lý này, nhưng mà chúng ta vẫn cho phép là nhiều tiến trình cùng chạy, đúng không nào? Tức là chúng ta đang thực hiện đa chương trình đấy, đa chương trình là nhiều tiến trình cùng được chạy một lúc. Và các tiến trình đang chạy thì nó có thể là chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Chúng ta gọi là các tiến trình mà chia sẻ dữ liệu với nhau thì là tiến trình hợp tác, đúng không nào? Buổi trước chúng ta có khái niệm tiến trình hợp tác. Ở đây ví dụ khi mà chúng ta dùng cái câu lệnh for này, đúng không nào,
thì chúng ta sẽ phải tiến những tiến trình mà dùng câu lệnh for nó phải truy cập đến một cái biến dùng chung. Cái biến này của hệ thống ấy là next available bid, tức là nó sẽ lấy được, nó phải lấy được cái số hiệu tiến trình tiếp theo mà chưa được sử dụng, đúng nào? Hệ thống nó sẽ trả cái số hiệu tiếp theo vào vào cái biến này, và các tiến trình phải phải lên lên cái biến này để lấy. Vậy nếu mà chúng ta thấy hai tiến trình cùng gọi fork một lúc thì là hai tiến trình cùng phải truy cập vào cái biến biến chia sẻ chung này, đúng không nào? Vậy thằng nào được được lấy cái giá trị này mà nó không xung đột, đúng không? Thì đấy là cái mà hệ điều hành nó phải xử lý. Đấy là một ví dụ nhá, ở đây mình đưa ra các ví dụ. Còn đây là ví dụ của bài toán nhà sản xuất và người dùng, producer, consumer, đúng không nào? Nhà sản xuất thì người ta viết tắt producer, thì người ta viết tắt chữ P, và người dùng consumer viết tắt là chữ C. Các bạn đọc cái mã giả này, các bạn sẽ thấy là cái while true là chúng ta làm khi mà nó vẫn còn đúng, đúng không nào? Tức là không có gì dẫn đến cái điều kiện nó conflict ở đây, thì là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi cái phần này. Tiến trình nhà sản xuất thì làm gì? Tiến trình nhà sản xuất là sản xuất ra thông điệp, đúng nào? Và thông điệp được đẩy lên một cái vùng, chúng ta vùng đệm mà chia sẻ bởi hai tiến trình này là có cái mảng buffer này chứa thông điệp, đúng nào? Và có chúng ta có biến counter để đếm số thông điệp trong cái mảng buffer này. Còn làm thế nào để biết được là cái mảng buffer này nó đầy, cái mảng chứa thông điệp, là chúng ta có một cái biến buffer size là số lượng thông điệp chứa được trong cái mảng này, đúng không nào? Chúng ta có biến này. Thì trong ba biến này, tại sao mình chỉ bôi xanh hai biến này? Hai biến có màu xanh là counter và cái mảng buffer này, là chúng ta thay đổi giá trị của hai cái biến dùng chung này, còn cái buffer size chúng ta không thay đổi. Buffer size là số phần tử trong cái mảng này, tức là số thông điệp chúng ta chứa được trong mảng này, thì chúng ta không thay đổi, nên là cái này nó không không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà với hai biến dùng chung này, chúng ta sẽ thay đổi liên tục. Và khi nhà sản xuất mà sản xuất ra một thông điệp đẩy lên buffer thì là cái biến này nó sẽ được tăng lên, đúng nào? Và cái giá trị, tức là chúng ta thêm thông điệp vào đây thì nó tăng thay đổi cái giá trị ở đây, đúng nào? Nhưng mà chủ yếu là cái buffer nó đã thay đổi, nhưng mà thực ra là chúng ta cũng chèn các phần tử lên, chúng ta không có tranh chấp ở đây thì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Mình chỉ dân xanh biết là cái nội dung nó thay đổi thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng. Mà cái quan trọng nhất là cái counter này là cái quan trọng nhất này. Tại vì khi nhà sản xuất mà đẩy một thông điệp lên thì là counter sẽ tăng một đơn vị. Còn khi người dùng lấy thông điệp xuống, đúng nào, thì là chúng ta phải coi như là chúng ta giảm một đơn vị của counter, là chúng ta phải xóa cái thông điệp đấy khỏi buffer đi, thì chúng ta phải giảm đi. Còn giảm, tức là xóa, cái kỹ thuật xóa hay là thêm như nào thì chúng ta xem từng cái code một, đúng nào? Với nhà sản xuất thì là sau thì chúng ta sẽ có gì? Nếu mà số thông điệp ở cái mảng buffer này bằng kích thước của cái buffer thì chúng ta không thể đẩy thông điệp lên, đúng không? Thì nó phải dừng ở đây. Nên while điều kiện này đúng thì là chúng ta chấm phẩy ở đây, là chúng ta phải chờ ở đây, đúng nào? Đấy là các bạn biết ở trong đấy là lập trình. Với cái code này các bạn không đúng cho bất cứ ngôn ngữ nào nhé. Đây là pseudocode, các bạn hiểu cái pseudocode rồi, các bạn học cái môn cấu trúc dữ liệu và giả thuật rồi, đúng không? Thì là nó không đúng cho bất cứ ngôn ngữ nào, nên là các bạn muốn viết thành C hay C cộng cộng hay Java các bạn phải điều chỉnh lại. Còn ở đây nó chỉ là ý tưởng thôi, thì đấy là cái ý nghĩa pseudocode, đúng không nào? Còn cái cách chéo của mình là mình giải thích cái ý nghĩa của từng câu lệnh quan trọng thôi. Tức là nếu mà chúng ta có số thông điệp đã đẩy lên bằng kích thước của cái chỗ mà bảng mảng buffer rồi thì chúng ta không đẩy được, thì chúng ta phải dừng lại, đúng không nào? Còn nếu không thì là chúng ta làm gì? Chúng ta có một cái biến in, tức là đang là con trỏ trỏ đến cái phần tử để đẩy lên ấy. Ví dụ mà đầu tiên bạn cho in bằng 0, đúng không nào, thì là cho chúng ta đẩy lên buffer 0 này. Đây biến là đẩy thông điệp lên, gọi là biến in, đúng không nào? Thì là ban đầu chúng ta khởi tạo in bằng 0 rồi, đương nhiên cái phần khởi tạo mình cũng bỏ qua ở đây. Thì là cái biến in này nó sẽ bằng bằng cái thông điệp vừa được đẩy, đúng không nào? Tức là tại cái buffer in này chúng ta cho cái thông điệp vừa được tạo
tạo ra bởi cái tiến trình nhà sản xuất. Và bây giờ chúng ta tăng biến y lên một đơn vị đúng không? Nhưng mà để nó quay vòng tròn ấy, ví dụ nó đến cái buffer size trừ 1 thì là nó phải quay về 0, thì là chúng ta chia phần dư cho buffer size này. Và số thức điểm ở trên trên cái buffer này bây giờ là counter cộng cộng đúng không nào? Tương tự như thế thì là chúng ta có cái tiến trình người dùng. Khi mà không có thông điệp thì chúng ta không lấy được, thì là chúng ta phải chờ đúng không nào? Còn nếu ngược lại, tức là counter mà lớn hơn 0 ấy, thì là chúng ta sẽ lấy từ cái biến out. Tức là ban đầu chúng ta cũng khởi tạo out bằng trừ 1 đúng không nào? Trừ 1 là chúng ta không có cái gì đúng không? Nhưng mà đến lúc có biến y này vào thì là counter bằng 0 rồi, thì là chúng ta lấy bắt đầu là out bằng 0 chẳng hạn đấy. Chúng ta lấy xong rồi thì là chúng ta phải xóa, coi như chúng ta xóa đi, thì chúng ta đẩy out lên một đơn vị thôi, là coi như là chúng ta không lấy ở cái chỗ 0 nữa, đúng không nào? Chúng ta phải lấy từ chỗ 1 phần dư của buffer size, đúng không nào? Lấy xong rồi thì chúng ta lại counter trừ trừ. Tóm lại gì? Tất cả ở đây là quan trọng cái biến counter này, là cái biến để chúng ta lấy được thông tin số lượng thông điệp ở trên cái vùng đệm buffer này, đúng không? Thì chúng ta hiểu bản chất của CPU khi mà nó thực hiện các lệnh counter cộng cộng hay counter trừ trừ, thì chúng ta thấy là gì? Khi mà quy về các phép toán trong cái bộ số học và logic thì counter cộng cộng và counter trừ trừ nó đều được chia thành ba cái phép toán cơ bản, hay là chúng ta gọi là atomic operation ấy. Atomic nó là từ cái từ nguyên tử là atom đấy đúng không nào? Nguyên tử thì là tại vì đầu cái thế kỷ 20 ấy, người ta quan niệm là nguyên tử là cái vật chất nhỏ nhất, không phân chia được đúng không nào? Thế là người ta dùng cái từ thuật ngữ là atomic, là cái tất cả cái gì được gọi là atomic ấy, thì là những cái là nhỏ nhất không phân chia được nữa. Thì những cái phép toán này chúng ta gọi là những phép toán atomic hay là atomic operation, tức là đây là những phép toán nhỏ nhất, một khi đã thực thi thì là hoặc thành công hoặc thất bại, chứ chúng ta không chia nhỏ hơn nữa đúng không nào? Thì cái counter cộng cộng được chia thành ba cái phép toán atomic, là chúng ta gán cái giá trị counter cho cái thanh ghi số 1 đúng không nào, và chúng ta thực hiện cái phép toán phép tính là cộng thêm 1 vào thanh ghi số 1. Sau đây chúng ta mới gán cái giá trị của thanh ghi số 1 cho cái biến counter đúng không? Tương tự như thế, counter trừ trừ cũng làm ở chia thành ba cái phép toán atomic này. Thì chúng ta biết là vậy, là khi mà counter cộng cộng và counter trừ trừ được chia thành ba phép toán atomic ấy, thì do cái tiến trình producer, tức là nhà sản xuất, và tiến trình consumer là người dùng đây này, nó có thể được CPU dừng lại bất cứ lúc nào đúng không? Cái thứ tự mà thực thi ở đây nó hoàn toàn là khác biệt đúng không nào? Thì chúng ta giả định rằng có một cái thứ tự nào đó cho phép là đầu tiên là tiến trình nhà sản xuất thực thi cái phép toán atomic thứ nhất đúng không nào? Và counter lúc này bằng 5, tức là chúng ta đang có 5 thông điệp ở trên cái vùng đệm của chúng ta, đúng không? Rồi này. Thì nếu mà thực thi bình thường thì là không nói gì, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là producer được thực thi đến cái phép toán thứ hai là gán cái giá trị sau khi cộng một giá trị vào cái thanh ghi số 1, đúng không nào? Thì thanh ghi số 1 bằng 6 rồi. Thì lúc này là tiến trình producer nó bị ra khỏi CPU vì một lý do nào đấy chúng ta đã phân tích từ buổi trước, đúng không nào? Thì lúc này tiến trình consumer nó được thực thi, và nó cũng chỉ được thực thi hai cái phép toán thôi. Thì hiện tại counter vẫn chưa được thay đổi giá trị, đúng không nào? Tại vì lúc đấy chúng ta dừng ở đây. Thì counter nó vẫn bằng 5, thì là thanh ghi số 2, tức là consumer bây giờ nó đang lấy thông điệp. Còn ở chỗ này là chúng ta có counter bằng 5 rồi, và chúng ta vừa đẩy thêm một thông điệp, đúng không? Đáng lẽ chúng ta phải cho counter bằng 6. Còn chỗ này thì là chúng ta lấy thông điệp thì là counter vẫn được giữ nguyên giá trị bằng 5, đúng không? Và nó thực thi đến cái phép toán atomic thứ hai này thì là register 2 nó chuyển sang 4, đúng không nào? Thì tiến trình consumer nó cũng bị dừng ở đây, đúng không? Và chuyển CPU cho tiến trình producer thì producer thực thi tiếp. Thì do cái giá trị thanh ghi đã một này đã chuyển thành 6 rồi, đúng không? Thì counter được đây là gán giá trị 6, đúng không? Nhưng mà bản chất là gì?
có 6 thông điệp, nhưng mà chúng ta lấy một thông điệp rồi thì nó chỉ còn 5 đúng không? Nhưng mà lúc này ở bên này thì như nào, bên consumer thì như nào? Là thanh ghi số 2 thì vừa rồi có giá trị bằng 4 rồi đúng không? Chúng ta thực thi cái phép đoán này, thanh ghi số 2 4 thì là chúng lại gán cho cạo thờ. Đúng không nào? Thì là consumer thực thi cái đến đây thì là sẽ gán thanh ghi số 2 là 4 cho cạo thờ, vậy cạo thờ lại chuyển thành 4. Như vậy bây giờ cạo thờ bằng 4 thì nó không phản ánh đúng là số lượng thông điệp có trên buffer nữa, tại vì lúc này chúng ta có 5 thông điệp này, chúng ta đẩy lên thông điệp lên buffer để phải chúng ta có 6. Chúng ta lấy một cái xuống thì còn 5, nhưng mà bây giờ chúng ta chuyển giá trị thì cao thờ bây giờ lúc thì chuyển thành 6, thì nếu mà chúng ta thực thi từ đây thì cũng sai này. Còn được consumer chuyển thành 4 thì chúng ta thực thi từ đây cũng sai. Thì đây là cái vấn đề gọi là chúng ta phải giải quyết, đúng nào? Là do một số tiến trình trong quá trình thực thi nó đã thay đổi cái các biến dùng chung, đúng nào? Với cái ví dụ thứ nhất là chúng ta lấy giá trị của next available BID để trả về cái ID cho cái tiến trình con ấy, đúng nào? Nhiều giá trị cùng muốn lấy cái giá trị này thì nó cũng bị cái xung đột này. Với cái ví dụ thứ hai là bài toán tiến trình nhà sản xuất và người dùng, nó cùng chia sẻ cái biến counter và nó sẽ thay đổi cái giá trị của counter khi mà nó lấy thông điệp hoặc đẩy thông điệp lên. Nhưng mà do nó cái biến counter khi chúng ta thay đổi giá trị của counter là counter cộng cộng với counter trừ trừ, nó lại được chia thành nhiều phép toán atomic. Và trong quá trình thực thi thì nếu mà chúng ta không có cơ chế nào thì là hoàn toàn chúng ta có thể bị dừng lại giữa chừng của các phép toán atomic này, đúng không nào? Thì nó sẽ tạo ra cái tình trạng là cái giá trị mà chúng ta thu được nó không đúng như cái bản chất chúng ta muốn ghi nhận. Cái thực tế là số thông điệp trong buffer chúng ta lấy được, đúng không nào? Như vậy là gì? Chúng ta tổng quát hóa cái bài toán này gọi là bài toán khu vực quan trọng, đúng không? Khu vực quan trọng là gì? Là cái vùng cốt mà chúng ta thay đổi cái giá trị các biến dùng chung với các biến chia sẻ, ví dụ như là với tiến trình nhà sản xuất thì là cái vùng này là cái lệnh counter cộng cộng, đúng nào? Còn đối với tiến trình người dùng thì là cái lệnh counter trừ trừ, thì đây gọi là được counter trừ trừ được gọi là khu vực quan trọng hay critical section của tiến trình consumer, còn counter cộng cộng thì được gọi là khu vực quan trọng của tiến trình producer hay nhà sản xuất, đúng nào? Đấy, chúng ta sẽ quy về cái bài toán tổng quát của chúng ta là gì? Có n tiến trình, tần số là B0 đến BN-1. Mỗi tiến trình có một cái khu vực quan trọng. Khu vực quan trọng này là có thể chứa một hoặc nhiều câu lệnh. Nó làm thay đổi các giá trị của các biến dùng chung. Hoặc là chúng ta đang đọc ghi một cái file nào đấy, chúng ta thấy file cũng là cái giống như là một cái biến dùng chung, đúng không nào? Chúng ta thấy nhiều tiến trình cùng update một cái file, thay đổi nội dung của một file, thì nó cũng na ná như thế, là chúng ta đang thay đổi một cái nội dung dùng chung nào đấy. Thì lúc này chúng ta phải có một cái phương thức để giải quyết vấn đề này. Đây, vấn đề này gọi là được gọi là vấn đề khu vực quan trọng. Là có n tiến trình này, mỗi tiến trình và các tiến trình này được chia sẻ gọi là một số tập tin này hoặc là một số biến dùng chung, và mỗi tiến trình thì có một cái khu vực quan trọng, tức là bao gồm các dòng lệnh để thay đổi các giá trị của các biến dùng chung hoặc thay đổi nội dung của cái file đấy, đúng không nào? Và bây giờ mục tiêu của người ta là phải đưa ra một cái phương thức để đồng bộ hóa của n tiến trình này, và bài toán này được gọi là bài toán khu vực quan trọng nhé. Đấy là cái gọi là khu vực quan trọng này. Còn cái khái niệm mà chúng ta gọi là rest condition chính là điều kiện găng ấy, là khi mà tranh chấp những cái biến dùng chung thì chúng ta sẽ thấy là cái giá trị mà chúng ta thu được là tùy thuộc vào cái trình tự chúng ta được xử lý. Ví dụ ở đây nếu mà B0 được CPU thực thi trước, đúng không nào, thì là B0 sẽ lấy cái giá trị này trước, nhưng mà nếu mà B1 được thực thi trước thì là sẽ lấy giá trị này trước. Nó tùy vào cái việc CPU quyết định cho thằng nào thực thi trước, thằng nào thực thi sau. Hay là với cái bài toán producer consumer này thì chúng ta thấy giá trị của counter là tùy thuộc vào cái trình tự mà CPU thực thi các phép toán atomic ở đây, đúng không nào?
thằng nào thực thi trước rồi bị dừng rồi lại thực thi ấy, thì nó sẽ tạo ra các giá trị counter khác nhau, đúng không? Thì đấy gọi là race condition, có hai cái khái niệm các bạn phân biệt cho mình. Cái race condition là điều kiện gang là một này, thứ hai là bài toán khu vực quan trọng này. Thì để giải quyết cái bài toán khu vực quan trọng này thì người ta sẽ thấy là gì? Vào mỗi tiến trình mà tham gia vào cái bài toán khu vực quan trọng này, nó phải được cấu trúc theo kiểu này. Tức là gì? Trước khi vào khu vực quan trọng thì nó sẽ có cái đoạn code gọi là entry section, tức là để xin phép vào khu vực quan trọng. Và khi ra khỏi khu vực quan trọng thì nó có cái đoạn code gọi là exit section, tức là sau khi ra khỏi quan trọng thì nó phải thông báo lại cho các tiến trình còn lại biết là nó ra khỏi khu vực quan trọng. Đúng nào? Còn đây là remainder section, tức là những cái câu lệnh còn lại không liên quan, tức là còn lại của chương trình, đúng không nào? Chúng ta đang quan tâm đến là chúng ta phải giải quyết được cái khu vực quan trọng này, thì trước khi vào khu vực quan trọng chúng ta phải có những cái dòng lệnh gọi là xin phép vào khu vực quan trọng, và sau khi ra khỏi khu vực quan trọng này thì chúng ta phải có những dòng lệnh để thông báo cho các tiến trình là chúng ta ra khỏi khu vực quan trọng. Thì tất cả tiến trình mà tham gia vào cái critical section này đều phải có cấu trúc như này. Và người ta đã đưa ra một cái tiêu chí để đánh giá các giải pháp cho cái bài toán khu vực quan trọng này. Thì tất cả các giải pháp đưa ra đều phải thỏa mãn ba cái tiêu chí này. Thứ nhất là mutual exclusion, tức là tại một thời điểm bất kỳ trong N tiến trình tham gia cái bài toán critical section problem này, tại một thời điểm bất kỳ thì có nhiều nhất một tiến trình được đang thực thi cái khu vực quan trọng của nó. Ví dụ nếu mà B1 đang thực thi khu vực quan trọng của nó thì tất cả các tiến trình còn lại không được thực thi khu vực quan trọng, đúng nào? Thì giống như là chúng ta có B1 đang viết vào hay là đang thay đổi nội dung của một cái file nào đó thì tất cả các tiến trình còn lại đương nhiên không được thay đổi nội dung, không thì chúng ta sẽ bị xung đột, đúng nào? Thì đấy gọi là điều kiện mutual exclusion, tức là tại một thời điểm là chỉ có một một thằng được thực thi khu vực quan trọng của nó thôi. Progressive, đúng không? Tức là cái đây gọi là tiến triển đấy. Nếu không có tiến trình nào đang thực thi khu vực quan trọng của nó và có một số tiến trình muốn thực thi khu vực quan trọng của nó thì là những cái tiến trình muốn thực thi khu vực quan trọng sẽ phải đến lượt thực thi chứ không thể chờ đợi mãi mãi. Thì đấy gọi tiến triển, giống như là công việc nó phải cứ hết tiến trình này đến tiến trình khác được thực thi khu vực quan trọng, đúng không nào? Chứ không thể là hiện tại tại một thời điểm nào đó không có tiến trình nào ở khu vực quan trọng trong khi có hai tiến trình khác đang yêu cầu vào khu vực quan trọng nhưng mà nó lại vẫn bị chờ mãi mãi, đúng không nào? Không không được duyệt vào thì không, những cái giải pháp như thế là không đạt yêu cầu này. Và cái chờ đợi có giới hạn, thì chúng ta biết là khi mà chúng ta đưa ra yêu cầu vào khu vực quan trọng thì đến khi xét duyệt thì là nó là cái thời gian có giới hạn, thì chúng ta chỉ phải đợi khoảng n lần, n là có giới hạn, ví dụ như là một lần xét duyệt, hai lần xét duyệt, ba lần xét duyệt là chúng ta được vào, chứ không phải là chúng ta chờ đợi mãi mãi. Nếu mà chờ đợi mãi mãi thì giống như là chúng ta là chương trình bị treo rồi, đúng không nào? Thì những cái giải pháp đưa ra nó phải thỏa mãn ba điều kiện này. Tính chất loại trừ đấy, mutual exclusion này, tiến triển này, và bao được cái tên là chờ đợi có giới hạn này. Thì nếu các bạn đọc sách thì người ta sẽ đưa ra rất nhiều giải pháp khác nhau, đúng nào? Còn với cái bài giảng này mình sẽ tập trung hai cái giải pháp liên quan đến phần mềm, chúng ta gọi là software solution, đúng nào? Hai giải pháp là gọi là phần mềm là gì? Là chúng ta lập trình được, đúng không? Thì giải pháp đầu tiên chúng ta có tên gọi là Peterson Solution, là giải pháp của ông Peterson, ông ấy nghĩ ra. Và với giải pháp của Peterson thì nó cho phép chúng ta giải quyết cái bài toán khu vực quan trọng liên quan đến hai tiến trình thôi. Còn nhiều hơn thì là chúng ta phải tổng quát nó lên, đúng không nào? Còn với giải pháp gốc ban đầu nó chỉ giải quyết cái vấn đề của hai tiến trình thôi, đúng không nào? Thì với hai tiến trình này người ta dùng hai cái biến dùng chung. Thứ nhất là biến tên, là chỉ lượt là tiến trình nào đang đây, các bạn nhìn thấy tên là gì nữa, tiến trình nào
đến lượt vào khu vực quan trọng. Còn flag, flag là một cái mảng có hai phần tử đúng nào? Flag y flag z đấy, có hai tiến trình bi bz. Thì nếu mà flag bằng chu thì là bi đang ở tiến ở trong khu vực quan trọng. À xin lỗi, bi sẵn sàng vào khu vực quan trọng đúng nào? Còn bg bằng bi bằng phone thì là bi chưa sẵn sàng vào khu vực quan trọng đúng không? Còn turn là đến lượt được vào, thì đây là hai cái biến này. Ví dụ turn bằng y là đến lượt bi vào khu vực quan trọng, còn turn bằng g thì đến lượt bg vào khu vực quan trọng đúng không nào? Rồi, và đây là cái đoạn mã để cho một tiến trình bi, còn nếu mà tiến trình bg thì các bạn thay y bằng g và g bằng y ngược lại nhé. Quay chu thì không nói làm gì rồi, các bạn đọc cái này thì quay chu chúng ta bảo nếu đúng thì chúng ta thực thi mãi mãi ở bên trong này đúng không nào? Và cái tất cả cái đoạn ba cái câu lệnh ở trong cái ô chữ nhật đầu tiên này chúng ta gọi là entry section đấy, entry section để chúng ta xin phép trước khi vào khu vực quan trọng đúng không nào? Vậy trước khi bi vào khu vực quan trọng, bi phải làm gì? Phải bật cái flag y bằng chu đúng không nào, để chỉ ra rằng là tôi sẵn sàng vào khu vực quan trọng rồi. Turn bằng G là nó giả định rằng là G đang ở khu vực quan trọng. Nó cho turn bằng G nhá. Và nó kiểm tra là nếu flag G đúng này và turn bằng G đúng nào thì chấm phẩy. Ở đây mình thiếu dấu chấm phẩy, nó bị kéo xuống đây đúng không? Các bạn chỉnh lại cho mình chỗ này nhé. Chấm phẩy nó dính liền luôn ở đây này. Tức là nếu cái điều kiện này đúng thì là BG đang ở khu vực quan trọng thì mình phải chờ đúng không nào? Nên là while flag G and turn bằng G thì là chấm phẩy, là chúng ta phải chờ. Còn điều kiện này sai thì là nghĩa là BG đã ra khỏi khu vực quan trọng thì lúc đấy là BI được thực thi các câu lệnh trong khu vực quan trọng của BI. Ở đây chúng ta cứ biết chung là critical section thôi, còn tùy vào bài toán thì chúng ta sẽ cho là một hay hai câu lệnh. Ví dụ lúc nãy cái bài toán producer thì chúng ta có counter cộng cộng ở đây, còn consumer chúng ta có counter trừ trừ ở đây đúng không nào? Sau khi thực thi xong cái khu vực quan trọng của BI thì là chúng ta sẽ bật cờ là flag y bằng phone để báo cho các cho tiến trình BG là chúng ta đã ra khỏi khu vực quan trọng đúng không nào? Thì đây là cái giải pháp Peterson, các bạn thấy rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta có một cái mảng flag là cái mảng boolean này, có chu với phone này và cái biến term đúng nào, và nó chỉ đồng bộ cho được hai tiến trình bi và bg thôi đúng nào. Và bây giờ mình sẽ chứng minh cái giải pháp Peterson này nó thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất là mutual exclusion này, thứ hai là progressive này, thứ ba là bounded weighting này đúng không? Có bạn nào xung phong chứng minh cái phần này không? Mình dừng lại một chút để hỏi các bạn nhé. Tại vì nếu mà các bạn nghe lý thuyết liên tục như thế, các bạn thấy nó rất là nhàm chán đúng không nào? Cao Đình Hoàng Minh này. Cao Đình Hoàng Minh có mặt ở đây không nhỉ? Em có. Với phần mình vừa giải thích từ trước đến giờ, bạn có hiểu chút nào không? Có phần có phải giải thích lại chỗ đoạn nào không? Okay, em hiểu được một chút về đoạn đầu. Đoạn đầu là đoạn nào? Ví dụ ở đây với cái mã giả hay pseudocode của một tiến trình BI trước khi vào khu vực quan trọng và sau khi ra khỏi khu vực quan trọng, em đã hiểu được ý tưởng chưa? Em hiểu được. Cái vấn đề khó hiểu ở đây là cái gì? Cái chỗ turn ạ. Làm sao? Turn vòng. Ý em là gì? Tên bây giờ mình phải giải thích như nào cho em? Em chưa hiểu cái biến tên lắm. Biến tên là cái biến chỉ ra rằng là tiến trình nào đang ở trong khu vực quan trọng đúng không nào? Thì tiến trình BI nó chưa được vào khu vực quan trọng, mình đang ở trong cốt của BI nhá. Thì tiến trình BI chưa được vào khu vực quan trọng đúng không nào? Thì nó cứ giả định để cho chắc chắn thôi, giả định rằng là tiến trình BG là tiến trình còn lại ấy, đang ở khu vực quan trọng thì nó cho cái tên bằng G thôi. Ở đây là cái giả định của BI thôi, để cho chắc chắn thôi. Được. Thế nên là nó đưa cái giả định đấy là một này.
Thứ hai là chúng ta biết là trong thì Bayesian nó cũng có cái giả định của nó là cho tơn bằng bằng y đúng không? Trong cái code của Bayesian thế là tơn sẽ bằng y đúng không nào? Thì nó vậy là gì, nếu mà một tiến trình ở khu vực quan trọng thì là cái hai cái điều kiện này nó phải đồng thời đúng không nào? Flex bằng G là một, flex tức là nếu mà Bayesian trong khu vực quan trọng thì flex G phải bằng true là một này, và tơn phải bằng G đúng không nào? Đấy là đúng. Được rồi, bạn có thể tắt mic để mình chỉ dừng lại một chút thôi. Rồi, bây giờ mình muốn chứng minh là cái giải pháp Peterson là cái giải pháp thỏa mãn ba cái điều kiện mà chúng ta đưa ra ban đầu đúng không nào? Giải pháp nào thỏa mãn thì mới được duyệt đúng không? Còn không thỏa mãn thì chúng ta không được sử dụng, tại vì như vậy nó không giải quyết được cái bài toán khu vực quan trọng của chúng ta. Vậy là gì? Chúng ta sẽ thấy là gì? Tiến trình BI với cái đoạn mã của chúng ta, tiến trình BI được vào khu vực quan trọng, chúng ta viết tắt là CS. Từ giờ chúng ta viết tắt cái critical section là CS nhé. Khi và chỉ khi là flex G bằng phone hoặc tơn bằng y đúng nào, thì chúng ta giả định rằng vậy là gì, với cái phần này ấy, thì chúng ta đưa ra một giả thuyết là gì, cái điều kiện mutual exclusion nó bảo là gì. Chúng ta quay lại cái điều kiện mutual exclusion để các bạn nắm được nhé, là tại một thời điểm là có nhiều nhất một tiến trình được thực thi khu vực quan trọng của nó đúng không, vậy là có thể là gì, không tiến trình nào ở khu vực quan trọng là cũng được này, còn nhiều nhất là một này đúng không. Vậy chúng ta giả định rằng với cái giải pháp Peterson của chúng ta thì có thể xảy ra tình huống là cả BI và BG đang thực thi khu vực quan trọng thì sao? Nếu mà BI đang ở khu vực quan trọng đúng không nào? Nếu BI đang ở khu vực quan trọng thì là sẽ xảy ra tình huống gì? Flag Y bằng true này, đúng không? Nó phải bật cái cờ của nó để báo nó sẵn sàng, và term phải bằng Y này, đúng không? Còn nếu mà BG đang ở khu vực quan trọng thì là chúng ta cũng xảy ra là gì? Flag G phải bằng true, tức là BG phải bật cái cờ của nó lên và tơn phải bằng G. Thì chúng ta đang giả định là cả BI và BG đang ở khu vực quan trọng đúng không nào? Như vậy là chúng ta thấy flex Y bằng true, flex G bằng true không làm gì, nhưng mà tơn lại vừa phải bằng Y vừa phải bằng G. Thì chúng ta biết là tơn cũng là một cái vùng ô nhớ nào trên RAM đúng không? Tơn mặc định chúng các bạn khai báo là integer hay là float hay gì, nó cũng chỉ là một vùng ô nhớ trên RAM thôi. Thì tại một thời điểm cái vùng ô nhớ đấy nó chỉ chứa được một giá trị chứ không thể chứa được hai giá trị. Thế là cái giả định của chúng ta là giả định rằng là giả sử có một thời điểm nào đó cả hai tiến trình đang ở khu vực quan trọng là sai, không thể có hai tiến trình đang ở khu vực quan trọng được đúng không nào. Thế nên với cái giải pháp Peterson của chúng ta đưa ra vừa rồi ấy, là không thể có hai, vậy là chỉ có thể là có một hoặc không đúng không nào. Vậy là chúng ta đã thỏa mãn cái mutual exclusion rồi đúng không? Có ai có ý kiến gì về cái phần này không? Còn cái progressive thì chúng ta cũng đưa ra như là đúng như cái định nghĩa thôi. Bây giờ nếu mà không có tiến trình nào ở khu vực quan trọng đúng không nào, mà tiến trình BI mà muốn vào khu vực quan trọng đúng không, thì sao? Nếu mà không có tiến trình nào ở khu vực quan trọng thì cái flex G ví dụ phải gì nhỉ? Không có tiến trình nào ở khu vực quan trọng, ví dụ mà BI muốn vào khu vực quan trọng thì là đương nhiên là chúng ta thấy là cái cờ này, cái điều kiện này nó sẽ phải đồng thời nó phải sai đúng nào. Flex G không thể bằng bằng true, nếu mà flex G bằng true thì tơn phải bằng bằng tơn không thể bằng G được. Nếu mà cái này đúng thì là nó sẽ làm BG đang ở khu vực quan trọng đúng không nào. Thế là nếu mà không có tiến trình nào ở khu vực quan trọng thì là cái điều kiện này nó sẽ sai, thì là BI mà muốn vào khu vực quan trọng thì điều kiện này sai thì ngay lập tức BI vào được luôn đúng không. Còn ngược lại cũng tương tự như thế, là BG muốn vào khu vực quan trọng thì cái điều kiện là flex Y và tơn bằng 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 Y cũng sai, thì là nó sẽ vào được luôn, vậy là progressive đúng không nào. Xong với cái này thì chúng ta cũng thấy là gì, nó cũng là bao được vesting đúng không nào. Nếu mà BI vào khu vực quan trọng, đang ở khu vực quan trọng mà BG muốn chờ để vào khu vực quan trọng đúng không nào, thì chỉ cần BI ra khỏi khu vực quan trọng, BI khó ra khỏi khu vực quan trọng thì cái điều kiện mà BG muốn vào thì nó lập tức là cái nó sai luôn, thì là nó được vào khu vực quan trọng. Vậy là chúng ta chỉ chờ đúng là một lượt thôi
đúng không? Tức là chờ cho tiến trình BI ra khỏi khu vực quan trọng thì BG được vào khu vực quan trọng ngay lập tức. Thì cái này cũng là bao được waiting. Thì vừa rồi mình đã giải thích cho bạn là với cái giải pháp Peterson thì nó đã thỏa mãn được cả ba điều kiện là mutual exclusion là một này. Tức là tại một thời điểm không thể có nhiều hơn một tiến trình thực thi khu vực quan trọng của nó. Và cũng có cái progressive này, có cái bao đợt waiting này. Thì là nó, vậy nhìn cái giải pháp này được phép sử dụng để đồng bộ hóa tiến trình đúng không nào? Chỉ có cái nhược điểm của Peterson là nó chỉ đồng bộ hóa được hai tiến trình thôi, cái giải pháp gốc của nó. Vậy bây giờ muốn đồng bộ hóa 3-4 tiến trình thì các bạn phải thay đổi cái code một chút. Nhưng mà như vậy nó cũng rất là phức tạp, thì người ta không ưu ái sử dụng cái giải pháp này cho đồng bộ hóa nhiều tiến trình. Đúng nào, các bạn có thể đọc thêm những cái người ta cập nhật cái giải pháp Peterson để thực thi những cái vấn đề của cái kiến trúc máy tính hiện đại đúng nào. Còn các bạn cứ đọc thôi để chúng ta có nắm được. Các bạn đọc thêm trong sách. Mình không đi sâu vào phần này nữa. Có những giải pháp liên quan đến phần cứng. Ở đây mình để các bạn để trên slide để các bạn đọc và các bạn hiểu được. Vậy là ngoài giải pháp phần mềm, chúng ta có giải pháp phần cứng đúng không nào? Tức là ngay khi mà người ta thiết kế ra thì cái máy tính ý, thì người ta cũng có những giải pháp để cho phép chúng ta thực thi cái việc đồng bộ tiến trình này đúng không nào? Tức là những nhà thiết kế máy tính họ đã tính toán rất nhiều rồi, chứ không chỉ có giải pháp phần mềm đúng không nào? Phần mềm là cái chúng ta lập trình được. Thì đến cái giải pháp phần mềm thứ hai mà chúng ta sử dụng ở đây sẽ là giải pháp Semaphore. Đúng nào? Thì có nên dừng lại một lúc không nhờ cho các bạn? Mình chắc là mình muốn dừng lại một lúc để các bạn nó đỡ đau đầu đúng không nào? Hay là mình sẽ đi hết cái Semaphore này rồi chúng ta nghỉ nhá? Được rồi. Cái Semaphore thì là một cái giải pháp cho phép chúng ta đồng bộ hóa được nhiều tiến trình. Và với Peterson thì chúng ta thấy là chúng ta không định nghĩa được số lượng tài nguyên. Chúng ta mặc định là tài nguyên chúng ta là một đơn vị thôi. Còn ở đây chúng ta tưởng tượng là bây giờ trong cái mạng LAN của chúng ta có N cái máy tính. N là số bất kỳ, có thể là 10, 20 cái máy tính kết nối với nhau. Và cái văn phòng của chúng ta thông thường có thể là nhiều, để ở nhiều phòng, chúng ta không quan tâm nó là nhiều phòng hay nhiều tầng. Đại loại là trong một công ty đúng không nào, chúng ta có 10, 20 hay 100 cái máy tính. Thì có một số cái tài nguyên chúng ta hay phải chia sẻ như là máy in. Tại vì cái việc mà cứ cấp cho mỗi cái máy tính một cái máy in thì rất là lãng phí đúng không nào. Chúng ta biết là cái máy in chúng ta dùng rất ít. Thì ví dụ như là thông thường người ta sẽ chia thành mỗi tầng làm việc hoặc là 2-3 phòng gần nhau chúng ta có một cái máy in. Vậy là gì? Chúng ta có thể là trong cái mạng LAN của chúng ta đang chia sẻ có 5 cái máy in chẳng hạn. Đúng không? Thì với giải pháp Peterson là chúng ta không định nghĩa được cái số lượng đơn vị mà chúng ta mặc định là mỗi cái tài nguyên chúng ta chia sẻ là chỉ có một đơn vị thôi. Cứ thằng này lấy thì thằng kia không lấy nữa. Còn ở đây chúng ta có 50 cái máy in. Thì với cái cách thức đấy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Bài toán chia sẻ dữ liệu của chúng ta nó phức tạp hơn nè. Đúng không? Chúng ta có số lượng tiến trình là nhiều hơn này. Và mỗi cái tài nguyên chúng ta chia sẻ có thể có nhiều đơn vị. Đúng không nào? Thì để giải quyết ở đây chúng ta định nghĩa ra một cái biến chúng ta gọi là biến Semaphore. Thì thông thường biến Semaphore này là sẽ là một số integer và thường là số gọi là số nguyên không âm ấy, có thể bằng, tức là Semaphore có giá trị bằng 0 hoặc là lớn hơn 0. Nó một cái biến đếm là tương ứng với số cái tài nguyên chúng ta đang chia sẻ đúng nào. Còn một số cái trường hợp đặc biệt thì là Semaphore có thể là số âm, một số trường hợp đặc biệt. Thì là lúc đấy cách dùng của chúng ta chỉ là nghịch đảo lại thôi, tức là chúng ta lấy cái phần dương lên thôi, chứ còn không phải là tại sao nó âm đúng nào. Thì bản chất Semaphore vẫn là một cái biến đếm, tức là nó chỉ là số lượng tài nguyên chúng ta chia sẻ được. Và với Semaphore thì người ta định nghĩa hai cái toán tử, operation chúng ta gọi là toán tử, là khi muốn lấy tài nguyên, và cái toán tử này được gọi là toán tử atomic. Chúng ta lại quay lại cái thuật ngữ atomic của chúng ta đúng không nào? Tức là với mỗi cái toán tử weight là hoặc là signal này này đều là toán tử atomic này. Thì weight và signal này
tức là hoặc là được thực thi hoặc là thực thi thì phải thực thi hết đúng không, còn không thực thi là dừng, không thực thi gì cả. Thì quét để làm gì? Quét là để chúng ta lấy tài nguyên của Semaphore. Thì chúng ta sẽ thấy là gì, với để lấy chỗ này mình bị nhầm chỗ có dấu chấm phẩy này nhá, thì nó ở ngay trên cái dòng Y này chứ nó không xuống dòng ở đây. Không biết tại sao chuyển sang PDF nó bị đẩy xuống. Tức là gì, nếu mà chúng ta thấy là cái tài nguyên chúng ta chia sẻ mà nhỏ hơn bằng 0, tức là cái tài nguyên của chúng ta là hết rồi, không chia sẻ được nữa, đúng nào? Thì là cái tiến trình muốn lấy tài nguyên là nó phải chờ ở đây. Thì là y s nhỏ bằng 0 thì chúng phải chờ này, chấm phẩy ở đây nhé. Còn nếu mà s dương, đúng không, s dương là chúng ta lấy tài nguyên xong, thì chúng ta lấy tài nguyên sử dụng thì là chúng ta phải trừ đi s một đơn vị là s trừ trừ. Thì tất cả những cái câu lệnh này nó được viết ở trong một cái toán tự weight s này, và nó phải được thực thi atomic là gì, tức là hoặc là thực thi tất cả hoặc là không thực thi gì, để tránh cái tình huống giống như là cái counter cộng cộng các thứ trừ trừ, đúng không nào? Còn tương tự như thế thì chúng ta có signal s là gì, là chúng ta dùng xong rồi thì chúng ta phải trả lại tài nguyên, và khi trả tài nguyên thì chúng ta là s cộng cộng. Khi trả tài nguyên thì nó không ảnh hưởng gì, nên chúng ta không phải có điều kiện kiểm tra trước khi trả, chúng ta cứ trả về thôi, đúng không nào? Tôi dùng xong rồi tôi trả thì mặc nhiên là tôi dùng thực thi là s cộng cộng, đúng không? Và với cái bản chất của Semaphore này thì người ta sẽ thấy là Semaphore được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là dùng cho cái trường hợp là chúng ta gọi là biến đếm, tức là số lượng tài nguyên của chúng ta là lớn hơn 1 đấy. Ví dụ chúng ta có 5 máy in hay 10 máy in, vân vân. Còn loại thứ hai là Semaphore nhị phân, là cái giá trị Semaphore nó chỉ có thể là 0 hoặc 1, đúng không nào? Thì nó lại giống như cái bài toán Peterson là chúng ta lấy rồi thì là hết, đúng không nào? Thì là nó cứ có hoặc không, nó có hai trạng thái là có hoặc không, không, đúng không? Thì đấy là cái liên quan đến Semaphore. Và khi trở thành Semaphore nhị phân thì là cái Semaphore chúng ta hay dùng cái thuật ngữ là mutex, đúng không nào? Đúng không? Thì là đấy là khi còn với Semaphore biến đếm, khi trường hợp biến đếm thì chúng ta hay dùng là s đấy. Thì tí nữa chúng ta quay lại là 9 giờ 10 nhé. Các bạn nghỉ giải lao 10 phút và chúng ta quay lại ở 9 giờ 10. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần các ví dụ về sử dụng Semaphore như nào. Và bây giờ chúng ta nghỉ giải lao 10 phút nhé. Các bạn nào chưa điểm danh trên cái phần attendance thì cố gắng điểm danh cho mình, đúng không?
ra quay lại lớp học nhé. Mình muốn dừng lại một chút để hỏi xem là các bạn có nắm được những cái phần lý thuyết gì không, đúng không nào, cũng như để điểm danh luôn. Lại mình có gọi bạn Đặng Việt Linh nhỉ. Bạn Đặng Việt Linh có mặt chưa không nhỉ? Ừ, Linh có vấn đề gì về cái bài giảng này không? Nếu mà để nhà mình Linh nói lại một chút, mình bị mất tín hiệu của bạn nên là bị ngắt. Em có nghe ừ. được rồi, thế là vấn đề của em là có thấy gì khó ở phần này không? Tại là em đã hiểu sơ được để... Rồi, tức là bây giờ mình vừa đưa ra hai cái giải pháp để giải quyết cái bài toán critical section, tức là khu vực quan trọng, đúng nào, là Peterson và Simapfel. Thì theo bạn Simapfel có cái ưu việt gì so với Peterson? Bạn nắm được chưa? Em nghe cô rồi thôi, cảm ơn bạn Linh, đúng không nào. Mình sẽ tiếp tục giảng và sẽ dừng lại hỏi một số bạn, đúng không nào. Rồi, tức là chúng ta vừa nghe được cái nguyên tắc làm việc của Simapfel là chúng ta phải dùng hai cái toán từ atomic là weight và signal, đúng không nào? Weight để xin phép sử dụng tài nguyên và signal để trả lại tài nguyên khi dùng xong. Và tất nhiên là ban đầu S được khởi tạo bằng giá trị là số lượng tài nguyên chúng ta đang chia sẻ, đúng không? Chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ luôn. Sẽ bật phone này nữa. Ví dụ trước khi vào ví dụ thì có một số vấn đề khi sử dụng Simapfel. Tức là trong quá trình sử dụng Simapfel thì hoàn toàn nếu mà chúng ta dùng không đúng cách ấy. Tức là, ở đây người ta đưa có một vấn đề nó gọi là liveness, tức là đảm bảo cái sự sống của các tiến trình, đúng nào? Các tiến trình khi sử dụng một Simapfel đã đang phải chờ ở trong một cái hàng chờ để được thực thi cái khu vực quan trọng của nó, đúng không nào? Mà chúng ta xử lý không khéo thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng gọi là chờ đợi mãi mãi, đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta có hai tài nguyên và nó được điều khiển bởi hai Simapfel là S và Q, đúng không? Và số lượng đơn vị của mỗi tài nguyên này đều là bằng 1 thôi. Thì chúng ta sẽ thấy là B0, giả định rằng B0 thực thi weight S trước thì là B0 lấy được S rồi, đúng không? Sau đó B1 thực thi weight Q, là B1 lấy được Q rồi. Tại vì hai giá trị S và Q được khởi tạo bằng 1 ngay từ đầu, đúng không nào? Khi mà B0 thực thi weight S lấy được S rồi thì S sẽ trở thành 0 này. Khi mà B1 thực thi weight Q và lấy được Q rồi thì là Q sẽ bằng 0 này. Thì bây giờ B0 thực thi weight Q này, đúng không? Thì Q đang bằng 0 thì nó B0 phải chờ trong cái toán tử này mãi mãi này. Và đến lượt B1 thì thực thi weight S, đúng không nào? Thì S đang bằng 0 nên là B1 phải chờ ở đây mãi mãi, đúng không nào? Thì chúng ta thấy là gì, B0 cũng phải chờ mãi mãi ở đây này, B1 chờ mãi mãi ở đây, thì hai cái này cứ chờ cho nhau mãi mãi thôi, tạo thành một vòng tròn chờ đợi. Thì sẽ thề đến cái trở thành hiện tượng chúng ta gọi là deadlock, mà deadlock chúng ta sẽ học ở bài sau. Tức là khi mà sử dụng Simapfel mà chúng ta viết cái code nó không cẩn thận ấy, chúng ta thấy trong tình huống này chúng ta có hai tài nguyên, đúng không nào? Và thằng B0 thì lấy được S, thằng B1 lấy được Q, nhưng sao thằng B0 lại muốn có Q để thực thi để mình xong nhiệm vụ, đúng không nào? Thì B1 thì lại muốn có S, đúng không? Một thằng này nắm nắm một tài nguyên và chờ cho tài nguyên còn lại được nhả bởi thằng thằng B1, đúng không nào? Tương tự B1 nắm Q và chờ cho S được nhả bởi B0 thì nó tạo thành một vòng tròn chờ đợi.
Thì như vậy là nó sẽ không đảm bảo được cái tính chất là gọi là tồn tại, tức là cái này nó chỉ chờ một thời gian thì được, còn tồn tại cứ chờ phải mãi mãi như vậy thì nó sẽ thành hiện tượng chúng ta gọi là treo đó. Rồi starvation đúng không, là chúng ta thấy là chúng ta phải chờ mãi mãi thì giống như cái hiện tượng chúng ta bị đói thôi, tiến trình đã đói, thì đấy là cái hiện tượng starvation. Hay là những cái hiện tượng khác thì khi mà chúng ta sử dụng semaphore hay là những giải pháp để đồng bộ hóa tiến trình thì chúng ta nên phải chú trọng một chút. Còn ở đây mình sẽ đưa ra ba cái ví dụ sử dụng semaphore để giải quyết được cái bài toán. Thứ nhất là hàng đợi có giới hạn, đúng nào, bounded buffer này. Thứ hai là cái bài toán reader and writer của một tập tin này. Và thứ ba là bài toán bữa ăn của các nhà triết học, đúng nào. Các bạn thấy tên của những bài toán này nghe nó rất là mỹ miều. Và đây là đều là những bài toán kinh điển. Thì cái bài toán bounded buffer bản chất chính là cái bài toán producer và consumer chúng ta đưa ra ví dụ đầu tiên thôi, đúng không nào? Thế nên là mình sẽ không phân tích lại cái bài toán đấy nữa. Mà bây giờ chúng ta quay lại, vậy là bài toán đấy, cái bài toán producer consumer ấy chính là cái bài toán gọi là buffer hay là hàng đợi có giới hạn, đúng không nào? Là cái buffer của chúng ta có kích thước chứa được n thông điệp, đúng nào? N là cái số lượng thông điệp chúng ta chứa được. Và chúng ta phải sử dụng ở đây, với để giải quyết bài toán này, người ta sử dụng đến tận 3 biến semaphore. Các bạn để ý nhá, nhìn thấy không? Sẽ mô tả semaphore mutex, tức là semaphore nhị phân ấy. Bây giờ cứ có cái giá trị mutex thì chúng ta hiểu là semaphore nhị phân. Và semaphore này được khởi tạo giá trị âm 1, tức là ban đầu thì là nó chúng ta được vào để thay đổi giá biến counter ở đấy. Thì là ban đầu là chưa tiến trình nào ở cái khu vực quan trọng thì là nó khởi tạo âm 1 rồi, đúng không? Semaphore thứ hai là semaphore full, tức là để biết được lúc nào là cái buffer này nó đầy rồi, đúng không nào? Thì đương nhiên là cái trạng thái ban đầu của buffer là không có thông điệp nào, đến full được khởi tạo bằng 0. Semaphore thứ ba là semaphore empty, tức là để biết được là có bao nhiêu ô trống chứa được thông điệp, đúng không? Thì ban đầu chúng ta có n ô trống rồi, đúng không? Để chứa n thông điệp nên empty được khởi tạo ban đầu giá trị là n. Vậy là để giải quyết bài toán này chúng ta thấy là người ta dùng 3 semaphore nhé. Và có 2 semaphore đếm là full và empty với giá trị khởi tạo là ngược nhau này. Một cái là full thì bằng 0 và empty lại bằng n này. Còn semaphore mutex là semaphore nhị phân, chỉ có giá trị là 0 hoặc 1 và nó được khởi tạo bằng 1, đúng không nào? Và tiến trình producer là nhà sản xuất. Chúng ta không viết lại những cái dòng thừa nữa, đúng không? Mà chúng ta chỉ biết là ở khu vực quan trọng là có cái counter cộng cộng này. Thì chúng ta cũng không viết lại, mà chúng ta bảo trước khi thực thi counter cộng cộng thì nó làm gì? Đầu tiên là nó phải kiểm tra xem là liệu có thông điệp nào, tức là liệu còn vùng trống nào trên buffer để chứa được thông điệp không? Đúng không? Nếu còn thì là chúng ta mới đẩy thông điệp lên, nên là chúng ta phải wait mutex. Wait empty. Vậy là nếu còn vùng trống trên buffer thì chúng ta sẽ thực thi công lệnh tiếp theo là gì? Chúng ta lấy cái quyền được thay đổi giá trị counter và chúng ta wait mutex, đúng không nào? Ở đây chúng ta thực thi counter cộng cộng này. Thực thi xong cái counter cộng cộng là chúng ta ra khỏi vùng khu vực quan trọng, đúng nào? Thì chúng ta sẽ có cái gọi là signal mutex, là chúng ta trả lại cái quyền vào khu vực quan trọng cho các tiến trình còn lại. Và ở đây chúng ta không signal empty mà chúng ta signal full. Signal full là tăng full lên một đơn vị, tức là ở trên buffer thì là số lượng thông điệp đã tăng lên một đơn vị rồi. Các bạn thấy nó hơi ngược nhau một chút nhé. Ở đây là wait empty nhưng lại signal full này. Còn tiến trình consumer thì người ta xử lý như thế nào? Consumer là lấy thông điệp. Vậy chúng ta lấy được thông điệp khi mà có thông điệp trên buffer, đúng không? Có thông điệp trên buffer nghĩa là full nó phải dương, nên chúng ta có wait full ở đây. Vậy sau khi lấy thông điệp xong thì là chúng ta sẽ phải thực thi counter trừ trừ, đúng không? Trước khi thực thi counter trừ trừ thì chúng ta phải lấy được cái quyền thực thi khu vực quan trọng là wait mutex, đúng không? Và thực thi xong thì chúng ta trả lại cái thông báo cho các tiến trình còn lại là chúng ta ra khỏi khu vực quan trọng bằng signal mutex rồi. Và đây chúng ta thay vì đây là wait full nhưng mà chúng ta lại signal empty là gì? Chúng ta đã nhả một vùng đệm
trong buffer rồi, chúng ta lấy thông điệp rồi chúng ta nhả nó đúng không, là chúng ta signal empty. Còn tất nhiên chúng ta vẫn có những biến in và out để xác định là chúng ta đang đọc đến đâu và chúng ta lấy dữ liệu ở đâu. Đấy là những cái câu lệnh còn lại mình không lặp lại ở đây. Thì đây là giải pháp gọi là semaphore cho cái bài toán vùng đệm có giới hạn, đúng nào? Rồi mình cứ tiếp tục giảng, lúc nào mình muốn dừng lại mình sẽ hỏi các bạn sau. Sau cái bài toán thứ hai là cái bài toán rất là phổ dụng mà chúng ta gặp nhiều trong hệ điều hành, là bài toán tiến trình đọc và tiến trình ghi, đúng không nào? Thì là chúng ta có một cái tập tin nào đấy, đúng không? Thì là chúng ta sẽ thấy là gì, nhiều tiến trình có thể đọc cái tập tin đấy. Còn tiến trình ghi thì vừa đọc vừa tiến trình ghi là gì, chúng ta trước khi ghi chúng ta phải đọc được đã, đúng không? Thì chúng ta có quyền đọc và ghi. Và vấn đề đặt ra là gì, với cái tiến trình đọc thì là hoàn toàn có thể nhiều tiến trình cùng đọc một lúc, nhưng mà tiến trình ghi thì tại một thời điểm chỉ có một tiến trình được thay đổi nội dung của tập tin, đúng nào, thì chúng ta mới đồng bộ hóa được dữ liệu. Còn hai tiến trình cùng thay đổi là chúng ta không đồng bộ hóa được. Thì bây giờ chúng ta phải viết một cái đoạn mã để cho tiến trình đọc là reader này, và một đoạn mã cho tiến trình writer để đảm bảo cái điều kiện của chúng ta là gì, nhiều tiến trình đọc có thể cùng đọc, nhưng mà một khi chỉ có một tiến trình ghi thì là các tiến trình khác không được phép ghi, đúng nào? Thì để giải quyết cái bài toán gốc ban đầu chúng ta sẽ thấy là gì, chúng ta sẽ có, tức là ở đây chúng ta cho phép là gì, khi một tiến trình đang ghi thì những tiến trình còn lại vẫn có thể đọc được nhá. Chúng ta không cấm cái quyền đọc. Còn có một số trường hợp cái bài toán mà nó thay đổi, một tiến trình mà đang ghi dữ liệu thì những tiến trình còn lại không được phép đọc, thì các bạn lại phải giải quyết nó khác đi. Còn ở đây là một tiến trình đang ghi, chúng ta những tiến trình còn lại vẫn đọc được dữ liệu. Thì với bài toán này chúng ta thấy là chúng ta, người ta phải sử dụng ba cái biến semaphore. Trong đó có một biến semaphore, hai biến semaphore nhị phân. Biến thứ nhất là điều khiển cái việc mà quyền được ghi, đây là một tiến trình được ghi thôi, đây là rise mutex, tức là cái quyền được ghi thôi và khởi tạo bằng một này. Cái biến thứ hai cũng là biến nhị phân mutex, cũng khởi tạo bằng một. Cái biến này tí nữa dùng làm gì mình sẽ giải thích sau, đúng không nào? Và biến thứ ba là một cái biến semaphore đếm. Xin lỗi, biến này không phải semaphore, nhưng mà cái đây là một cái biến đếm, là đếm số tiến trình đang đọc, đúng không nào? Read count. Và khởi tạo bằng không thì ban đầu chúng ta không có tiến trình nào là đã là tiến trình đọc. Đây là biến đếm thôi nhá, giống như biến counter của chúng ta thôi chứ không phải là semaphore. Vậy là chúng ta chỉ có hai cái semaphore nhị phân này, đúng không nào? Với semaphore là chúng ta dùng được cái hàm atomic là weight và signal đấy. Còn với cái biến đếm thì chúng ta không có cái atomic cho nó. Chúng ta chú ý một chút như thế. Vậy với tiến trình viết thì làm sao? Đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ cần đảm bảo được là tại một thời điểm chỉ có nhiều nhất một tiến trình đang thực thi cái việc viết vào tập tin, đúng không nào? Vậy là chúng ta chỉ có cái trước khi viết là chúng ta phải có wait, cái read write mutex này, đúng không? Và viết xong thì chúng ta signal read write mutex. Cái này là rất là thuần đơn giản rồi, theo đúng cái truyền thống là có cái entry section wait này và có exit section signal này. Còn về tiến trình read thì nó phức tạp hơn, là chúng ta sẽ có là gì? Ở đây chúng ta xem lại cái điều kiện của chúng ta là gì? Là... tức là nó không nói gì cả, tức là khi có một tiến trình là viết thì là các tiến trình khác nó vẫn có thể truy cập được vào cái tập tin. Thì đây chúng ta sẽ thấy là gì, thứ nhất là cái tiến khi có một tiến trình đọc, đúng nào, thì chúng ta phải thay đổi cái biến read count, và chúng ta read count cộng cộng, mà read count là một cái biến chia sẻ chung giống như cái biến counter của chúng ta, đúng không nào? Nên trước khi thay đổi giá trị read count thì là chúng ta phải dùng cái biến mutex này
để đảm bảo được cái việc là cái dòng read count này nó chỉ là chính là cái critical section đúng không nào? Thì trước khi thực thi critical section thì chúng ta phải có cái xin phép, thì chúng ta phải wait mutex là thế. Và thêm vào đó là gì? Nếu mà read count bằng 1 đúng không nào? Thì chúng ta kiểm tra xem là liệu cái reader duy nhất này, đầu tiên này có phải là cái tiến trình ghi không? Đúng nào, cho nên là chúng ta có cái quét read write mutex đấy, đúng nào. Nếu mà tiến trình ghi là chúng ta phải chờ cho tiến trình ghi xong thì chúng ta mới đọc, đúng không? Rồi này, còn ở đây chúng ta có cái signal mutex là gì, chúng ta ra khỏi cái khu vực quan trọng này rồi. Thì là chúng ta trả lại cái quyền thay đổi cái giá trị read count cũng như là các quyền khác, đúng nào. Thì ở đây chúng ta có quyền là đọc dữ liệu, đúng nào. Tại vì chúng ta chỉ đọc dữ liệu khi mà không có tiến trình nào ghi thôi, thì nó mới không bị gọi là conflict, đúng nào. Chứ một cái tiến trình đang ghi dữ liệu thì nó sẽ conflict này. Và đây sau khi đọc xong rồi thì chúng ta sẽ phải thay đổi giá trị read count là số tiến trình đang đọc là giảm đi 1. Và trước khi thay đổi read count thì chúng ta lại có wait mutex, và xong thì chúng ta signal mutex. Còn ở đây gì nhỉ? Nếu mà chúng ta thấy là read count bằng 0 ý, đúng không? Là nghĩa là chúng ta vừa là cái tiến trình đọc cuối cùng, đúng không? Thì tiến trình đọc cuối cùng thì cũng chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái chúng ta lại trả lại cái quyền đọc viết cho cái tiến trình mà ghi vào file đấy, đúng không nào? Thì đây là cái mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta chỉ có thêm cái phần đặc biệt này thôi. Còn tất nhiên với cái bài toán mà tiến trình đọc và tiến trình ghi của một tập tin nào đấy thì nó có nhiều phiên bản khác nhau, đúng nào? Giống như là vừa rồi thì chúng ta cho phép là một tiến trình đọc thì tiến trình khác vẫn một tiến trình ghi thì tiến trình khác vẫn có thể đọc được, nhưng mà có thể phiên bản khác thì là gì? Một khi tiến trình đã đang ở cái trạng thái là ghi dữ liệu trên tập tin thì không có tiến trình khác nào khác được đọc, thì chúng ta có những phiên bản khác nhau thì chúng ta phải điều phối nó khác đi một chút. Còn đây là cái phiên bản gốc thứ nhất, đúng không nào? Các bạn thay dựa trên cái này các bạn thay đổi cái điều kiện đó đi. Và sang cái bài toán thứ ba là cái bài toán bữa ăn của các nhà triết học, đúng không nào? Thì bài toán này ban đầu là nguyên bản của nó là ăn mì Ý, đúng không? Nhưng mà sang cái phiên bản này cũng là cái quyển sách của cái ông Shin Bacha này thì nó lại chuyển thành là ăn cơm và giống đũa. Tại vì thực ra là ăn mì Ý chúng ta dùng dao với nĩa, thì cái vai trò của dao và nĩa nó lại hơi khác nhau một chút, là chúng ta chỉ cần dùng một cái dĩa thôi chúng ta vẫn có thể ăn được, đúng không nào? Còn khi mà dùng đũa thì chúng ta biết là khi ăn cơm chúng ta phải dùng hai chiếc đũa thì chúng ta mới ăn được, chứ chúng ta không thể dùng một cái chiếc đũa ăn được. Đây là chuyển sang cái này thì nó sẽ chuẩn hơn, tức là có năm nhà triết học ngồi trên cái bàn tròn ở năm cái ghế này, và trước mặt mỗi nhà triết học thì có năm cái bát cơm, có sẵn cơm rồi, đúng không nào? Và ở bên cạnh mỗi nhà triết học thì bên trái có một cái đũa, bên phải có một cái đũa như này, đúng không nào? Và chúng ta sẽ thấy là gì, nhà triết học chỉ có thể ăn được khi mà họ lấy được hai cái đũa ở hai bên trái và phải, đúng không nào? Và tại một thời điểm thì là một chiếc đũa chỉ được lấy bởi một nhà triết học bên cạnh, giữa hai bên của cái chiếc đũa này. Ví dụ chiếc đũa này chỉ có thể lấy bởi nhà triết học này hoặc thế triết học này thôi, tức là chỉ được lấy bởi hai nhà triết học ở bên cạnh thôi, chứ còn nhà triết học này không thể nhảy ra lấy được cái đũa này, đúng không nào? Đấy là bài toán. Vậy là tài nguyên ở đây chúng ta là có gì, là cái năm cái đũa này được chia sẻ, mỗi cái được chia sẻ bằng hai nhà triết học gần nó, đúng không? Thì nếu mà không lấy được đũa thì nhà triết học sẽ ngồi chờ, người ta gọi là ngồi nghĩ đấy. Vậy là nhà triết học sẽ tạo ra một cái gì, nếu mà lấy được hai đũa thì sẽ ăn, còn nếu mà không đủ đũa thì sẽ chờ, gọi là thinking, đúng không nào? Vậy là gì, để giải quyết cái bài toán này thì người ta sẽ tạo ra năm cái semaphore, là semaphore nhị phân, mỗi cái ứng với một cái đũa. Chúng ta thấy mỗi cái có năm cái đũa này đánh số, giả sử chúng ta đánh số là 0 ở đây, 0, 1, 2, 3, 4 ở đây, đúng không nào? Và chúng ta sẽ có trạng thái là còn đũa hoặc là đã được dùng bởi ai đó, đúng không nào? Và vậy là semaphore ở đây chúng ta là semaphore nhị phân, nên khởi tạo ban đầu của nó sẽ bằng
Một là ban đầu là chưa đũa nào được dùng, đúng nào? Và chúng ta có 5 tiến trình ứng với 5 nhà triết học, đúng nào? Và mỗi tiến trình nó sẽ có cái quy trình như này. Mỗi nhà triết học, ví dụ nhà triết học Y sẽ phải, đây chúng ta sẽ đánh số, ví dụ đây là đũa không thì nhà triết học này là nhà triết học không, sẽ là cái xem nào, nhà triết học không thì lấy đũa không và đũa số 1, đúng rồi. Đây là nhà triết học số 0 thì đây bắt đầu đánh số, nên nhà triết học đây là nhà triết học số 0. Vậy nhà triết học số 0 sẽ phải lấy đũa số 0 và đũa số 1, đúng không nào? Có thể nhà triết học số 1 thì lấy đũa số 1 và số 2. Như vậy là trước khi, vậy là mỗi tiến trình PI này chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta phải lấy được đũa là chopstick Y, và chúng ta lấy đũa chopstick Y cộng 1. Và để quay lại vòng tròn thì chúng ta có cái chia phần dư cho 5 để cho cái nhà triết học cuối cùng này này. Xin lỗi, là nhà triết học cuối cùng là nhà triết học số 4 này, thì lấy đũa số số 5 và số, mình xin lỗi, sao con chuột của mình nó lại không vào được nhỉ? Nhà triết học số 4 sẽ lấy được cái đũa, sao nhỉ? Chuột của mình nó lại bị mất focus rồi. Phát ra xem nào. Rồi này. Nhà triết học số 4 này lấy đũa số 4 và đũa số 0, đúng không nào? Thế là chúng ta phải có cái phần dư trên 5 để chúng ta quay lại cái vòng tròn. Nếu lấy được hai đũa này, tức là chúng ta qua hai cái lệnh quét này thành công thì là chúng ta lấy được hai đũa rồi, đúng không? Thì là chúng ta thực hiện cái lệnh để ít. Chúng ta không biết ít là cái lệnh gì thì chúng ta sẵn sàng chúng ta sẽ in ra màn hình cái gì đấy, đúng không nào? Sau khi ăn xong thì là phải nhả hai cái đũa, đúng không? À, chúng ta nhả hai đũa và chúng ta lại nghĩ, và chúng ta lại, ở đây sau mình sẽ yêu cầu các bạn sẽ viết một cái lệnh in ra màn hình là tiến sinh có số hiệu ID này này đang nghĩ chẳng hạn đấy. Thì bài tập về nhà của các bạn hôm nay là gì? Các bạn triển khai cho mình ba thuật toán này, tức là bài thuật toán về bounded buffer problem này, thuật toán liên quan đến cái reader writer problem này, và thuật toán liên quan đến cái dining philosopher problem này, đúng không? Và với cái riêng cái bài toán, những cái thuật toán khác thì mình không biết các bạn giải quyết bằng C hay C cộng cộng thì có thể là làm được, mình không nhớ lắm. Nhưng riêng với cái này, bài toán này thì là chúng ta thấy là chúng ta phải có 5 tiến trình chạy song song. Thì để chạy song song được thì là chúng ta phải dùng cái cơ chế multithread của Java. Thì các bạn có thể tham khảo cái phần multithread của Java phía sau này, đúng không nào? Có thể có những cái thư viện nó mới được bổ sung vào cập nhật hơn, nhưng các bạn cứ tham khảo, đúng không nào? Ví dụ ở đây là có một cái ví dụ gợi ý cho các bạn giải quyết cái vấn đề bounded buffer, đúng không? Hay trong sách các bạn xem ở cuối sách thì có những cái gợi ý để các bạn giải quyết những cái phần này. Đây là cũng là bounded buffer này các bạn. Đấy, các bạn có thể tự xem lại những cái gợi ý của Java ở đây. Java là cũng có cái liên quan đến semaphore, đúng không nào? Các bạn sẽ thấy thì chúng ta cũng dùng được. Chỉ có cái là tùy bài toán chúng ta phải triển khai nó khác nhau thôi, tức là có rất nhiều cái tool để cho bạn dùng trong Java. Ví dụ như cái bài 5 nhà triết học này thì chúng ta phải chạy 5 cái thread, đúng không nào? Và chúng ta, bài toán của chúng ta là phải in ra, tức là khi vào trạng thái ăn này thì chúng ta phải in ra là tiến trình có số hiệu là gì đấy, ID của tiến trình BI này, ID này đang ăn. Nhưng xong cái chỗ đang nghĩ này thì là chúng ta phải biết là tiến trình này đang nghĩ. Và chúng ta xem là hiện tại thì là cái đũa ví dụ như là 01234 thì đang được chiếm hữu bởi tiến trình nào chẳng hạn. Thì khi các bạn làm cái phần này các bạn chú ý cho mình, đúng không nào? Rồi tạm thời mình đã giải thích cái cách thức chúng ta dùng semaphore để giải quyết ba cái bài toán kinh điển. Bây giờ với cái bài toán, với cái giải pháp semaphore cho cái bài toán bữa ăn nhà triết học thì chúng ta không phải chứng minh ba cái vấn đề như là mutual exclusion hay là progressive hay bounded weighting nữa, nhưng mà chúng ta xem xét xem là liệu cái giải pháp này nó đã thỏa mãn ba tính chất đấy rồi, chúng ta phải chứng minh nữa nhé, nhưng mà nó có thể là có vấn đề gì không, đúng nào? Thì mình muốn gọi một số bạn xem các bạn nắm được cái kiến thức đến đâu, các bạn trả lời cho mình.
Bạn Lê Tuấn Dũng có đấy không nhỉ? Dạ em đây ạ. Ừ, Dũng. Hôm nay em nói rõ mà. Ừ, mình nghe được rồi. Dũng thử phân tích cho mình là với cái giải pháp semaphore cho cái bài toán bữa nhà triết học này thì liệu có vấn đề gì không? Mình lại quay lại cái sơ đồ này để các bạn dễ tưởng tượng là chúng ta có 5 nhà triết học đúng nào? 5 cái đũa đúng nào? Giờ chúng ta nghĩ ra cái giải pháp lập trình này, người ta nghĩ ra rồi đúng không nào? Dùng semaphore để lập trình thì đảm bảo là mỗi tiến trình hay mỗi nhà triết học khi lấy được 2 đũa thì mới ăn được đúng không? Cái giải pháp của chúng ta là chắc chắn là như thế rồi. Các semaphore ví dụ chopstick y này ban đầu khởi tạo bằng 1 nên là chúng ta thấy là khi lấy được đũa thì nó quay về 0 này. Và khi xích n đó thì là từ 0 nó chuyển sang 1 này. Thì liệu em có thấy có vấn đề gì ở cái bài toán này không? À, tức là cái giải pháp này không? Mình xin lỗi, chúng ta chỉ phân tích cái giải pháp thôi. Em vẫn chưa tìm ra được. Rồi, cảm ơn bạn Dũng nhiều. Mình xem bạn Trịnh Hữu Tâm Tân à? Bạn Trịnh Hữu Tân, bạn có Tôi là cái bài toán philosopher này. Nếu mà giả sử mà mỗi cả năm thằng mỗi thằng cầm một cái đũa thì sao ạ? Chính xác, đúng không nào? Thì hoàn toàn có xảy ra tình huống đấy. Vậy là lúc này là chúng ta sẽ thấy là gì? Xảy ra tình huống như lại là chờ đợi mãi mãi đúng không? Chính là deadlock. Đúng không nào? Đấy, thì là cái là mình muốn các bạn khi mà phân tích nó rộng hơn đúng không nào? Các bạn sẽ thấy là gì? Xảy ra tình huống là vậy là gì? Thằng một mỗi thằng cứ lấy được một cái đũa nào đó. Còn chúng ta giả định lấy cái được đũa bên phải cho nó chuẩn nhá, đúng không? Thằng này lấy đũa bên phải, thằng này lấy đũa bên phải. Đấy, mỗi thằng lấy được một cái đũa rồi. Và đang chờ cho cái đũa còn lại bên trái của nó. Và nó lấy được khi và chỉ khi thằng kia nó nhả, nhưng mà thằng kia nó nhả khi và chỉ khi nó ăn xong, đúng không? Vậy là sẽ xảy ra tình huống là cả năm tiến trình cùng lấy được một đũa và chờ cho cái đũa còn lại. Vậy là chúng ta vẫn có deadlock, đúng không? Chúng ta giải pháp của chúng ta đảm bảo được ba cái tính chất chúng ta đưa ra ban đầu, nhưng mà lại không đảm bảo cái tính chất mà chúng ta đưa ra sau này khi xét duyệt là liveness đấy, tức là cái tiến trình nó phải tồn tại, tức là nó không bị treo. Còn deadlock như nào thì là chúng ta sẽ nói chuyện sau, đúng không nào? Và để các bạn hiểu được vấn đề hơn, mình có một cái bài tập cho các bạn. Mình để các bạn làm trong 20 phút mà đến 10 giờ chúng ta quay lại chúng ta chữa. Mình sẽ mở cái trên website. Chúng ta có một cái bài tập để xem các bạn đã hiểu được cái cơ chế vận hành khi mà chúng ta dùng semaphore hay không, đúng không nào? Ở đây chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu cái giải pháp semaphore tại vì nó rất là linh hoạt. Còn chúng ta không dùng cái giải pháp Peterson, nhưng thi thoảng thì có những bài tập chúng ta lại người ta lại nhắc lại cái Peterson. Mở này. Vậy chúng ta làm cái này từ bây giờ 9 giờ 40 và các bạn sẽ làm đến 10 giờ. Đúng nào, và chúng ta sẽ chữa xem. Đây là cái đề bài của chúng ta, tức là ở đây chúng ta có 3 tiến trình. Tiến trình B0 với cái mã code của nó ở đây, tiến trình B1 thì là có hai dòng lệnh thôi, tiến trình B2 cũng chỉ có 2 dòng lệnh thôi. Và chúng ta có 3 biến semaphore là S0, S1 và S2 được khởi tạo khác nhau. Và semaphore này đấy là semaphore nhị phân, đúng không nào? Và câu hỏi đặt ra là B0 sẽ được in ra bao nhiêu lần, đúng nào các bạn? Sẽ thấy cái dạng bài tập sau này chúng ta đi thi kiểm tra trắc nghiệm nó sẽ dạng như này. Tức là nếu mà không lập trình ý, thì nó sẽ quay lại cái dạng là người ta cho code và chúng ta phải xem là nó vận hành như thế nào, đúng không? Và mình sẽ để các bạn là nộp bài lúc 10 giờ, đúng không nào? Sẽ là thêm 5 phút để cho các bạn thêm rồi này.
các bạn ngồi các bạn nghiên cứu cái phần này để chúng ta hiểu cái cơ chế của semaphore hơn, đúng không nào? Có câu hỏi gì ở đây không? Các bạn không có câu hỏi gì chúng ta làm bài nhé.
Mình thấy cũng khá nhiều bạn đã nộp bài rồi. Có bạn nào xung phong chữa bài này cho mình không nhỉ? Lớp mình nhờ. Có nhiều bạn làm nộp ngay từ tầm 10 phút đã thấy có những bạn nộp rồi. Có bạn nào chưa cái bài bài Simapho này cho mình không? Cả lớp nhờ. Các bạn nào vừa giơ tay nhỉ? Mình thấy bạn Cao Đình Hoàng Minh. Mời 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 bạn Hoàng Minh. Dạ. Để em xem màn hình. Ừ. Bài này thì em không không chắc lắm của nhưng mà em sẽ Ừ, mình cứ giải thích theo cái mình hiểu thôi để mình xem các bạn làm như nào. đầu tiên là ta thấy ba cái câu lệnh đầu tiên của P0, P1, P2 là W0, W1, W2 mà có S0 với S1 bằng 1 thì chỉ có W0 với W1 là thực hiện được thôi, còn W2 của P2 phải chọn. Thì theo Rồi. em sẽ vâng. Bây giờ bạn giả định bây giờ cái thằng nào thực hiện trước là quét S0 trước hay quét S1 trước nào? Chúng ta cứ phải thử tất cả các giả định đúng không nào? Sau chúng ta sẽ tính ra từng từng trường hợp một. Em nghĩ sẽ là quay S0 trước. Xong Ở rồi bây giờ để bạn bạn giả định là quét F0 trước đúng không? xong rồi đến quay S1. Ừ, thế bây giờ bạn cứ quét quét F0 xong thì là bạn cho nó thực hiện một lèo hay là bạn lại cho thực hiện quét S1? Em nghĩ là Ở đây chú ý nhất cái là quay S1 với Fluid không là em nghĩ nó độc lập và nó không ảnh hưởng đến nhau. Em nghĩ là thứ tự nào cũng được. Có chứ, nó ảnh hưởng ở cái chỗ signal này em. Nó ảnh hưởng chỗ signal S1 này. S0. Vậy em nghĩ là sẽ là W0 này của P0, rồi đến Win0 của P0, rồi đến W1 của P1, xong rồi đến Signal S1 của P0, rồi đến Signal S0 của P1, rồi đến Thôi từ từ, bây giờ bạn cứ phân tích, bây giờ bạn đưa ra cái trình tự của bạn vừa rồi thì là bạn sẽ in ra không ở đâu. Ví dụ vừa rồi bạn nói là quét S0 này. xong rồi print không thì đấy đây À, sẽ là một lần, rồi. Sau đây sẽ xong rồi sẽ đến quét S1, lúc này S1 sẽ bằng không, xong đến rồi. signal S1 của P0 thì lúc này S1 nó lại bằng một, Rồi. xong đến signal của S2 đưa S2 về trở lại một, Rồi. xong đến lúc này cái quay S2 này mới chạy được và S2 nó lại về không, Ừ. xong rồi đến signal của S0 lại đưa S0 về lại một. Rồi. Thì là F0 về 1 thì là thằng P0 lại được thực thi đúng không? Vâng, P0 lại thực thi lại để P0 lại đến vòng lặp thứ hai. Ừ. Là nó lại quay S0 tiếp. S0 nó lại về không.
Xong rồi lúc này là cái signal S0 của P2 thực hiện chạy được. Thì lại đưa S0 về 1. Xong rồi lúc này print 0. Đây là lần print thứ 2. Xong signal S1 nữa thì lệnh này bị, tức là không thực hiện được nữa. Bởi vì lúc này cái P1 với P2 đã xong rồi. Và tại đến cái thời điểm mà chạy nó, đến nó có thực thi thôi nhưng mà nó không thay đổi giá trị, tại vì nó bằng 1 rồi đúng không? Nó sẽ dừng lại ở đấy. Nó không dừng lại mà nó thực thi thôi, tại vì cái signal có weight đâu, trong trong cái toán tử signal của mình không có weight đúng không? Thì lúc mà nó đang bằng 1 thì signal vào nó sẽ vẫn bằng 1 à? Ừ, nó vẫn bằng 1 tại vì nó không thay đổi cái giá trị của nó nữa. Đấy. Thì nó có thực thi đúng không? Tôi nói thực thi tiếp. Xong signal S2 thì S2 nó sẽ vẫn bằng 1. Ừ, thì bây giờ signal cái gì nó cũng S1, S2 nó không ảnh hưởng, tại vì cái những cái kia nó chỉ chạy một lần thôi đúng không? Rồi, thì bạn phân tích tiếp đi. Vậy là mình sẽ in ra như vậy là bao nhiêu lần? Đến hiện tại bây giờ được 2 lần rồi. Ừ, thì bây giờ sau tiếp rồi thì sao? Tiếp tục là đến way 0. Lúc này có thể S0 nó về... S0 lúc đấy đang bằng 1, về không được. Xong rồi lại... Ở đây sẽ xảy ra hai tình huống đúng không nào? Tình huống thứ nhất là nó in 1, tức là thằng B0 mình vẫn giả định nó thực thi trước này. Nó in 0 ra trước này đúng không? Vâng. Thì bây giờ là chuyển sang, rồi nó cũng signal S1, S2 đúng không? Vậy là in 0 được 1 lần rồi. Thì là thằng B1 được thực thi. Thì thằng B1, S1 ban đầu đang bằng 1 thì lúc là signal S1 nó vẫn không thay đổi đúng không nào? Vâng. Thì chỉ rồi nó signal S0 thì bây giờ S0 quay lại bằng 1 rồi thì thằng B0 nó được thực thi đúng không nào? Thế thì thằng B0 nó đang chờ ở cái weight S0 này. Vâng. Nó được thực thi thì là nó pin số 0 này ra. Rồi nó lại signal 2 cái, sau đó lại quay lại chỗ weight S0 này. Thì bây giờ cái thằng P2 này nó mới được thực thi, tại vì S2 nó vẫn bằng 1 từ trước giờ rồi đúng không? Từ vòng trước rồi. Thì nó signal S0 thì là S0 quay lại bằng 1 thì là đang chờ ở S0 này, weight S0 đúng không? Thì nó in lần thứ 3. Thì đấy là tình huống thứ nhất là theo cái tuần tự đấy thì là mình in được 3 lần. Còn tình huống thứ hai như em vừa phân tích ấy là sau khi in số 0 lần thứ nhất ấy, signal S1, S2 ấy, thì thằng P0 đang chờ ở nguyên S0 đúng không nào? Tại vì S0 đang bằng 0 rồi. Thì thằng B1 thực thi, sau lại thằng B2 thực thi thì thằng B0 mới thực thi đúng không nào? Tức là chúng ta lại thực thi hai cái signal S0 xong rồi thằng B0 mới được thực thi. Thì lúc này thằng B0 nó chỉ thì là S0 quay về bằng 1 rồi đúng không? Còn nếu mà B2 lại thực thi signal S0 thì S0 vẫn bằng 1 này. Thì lúc này thằng B0 nó mới thực thi thêm một lần nữa. Thì là nó chỉ được thực thi được 2 lần thôi. Vậy với bài toán này thì các bạn sẽ phân tích và thấy chúng ta sẽ ra được cái tình huống là gì nhỉ? Vậy liệu có lần nào nó chỉ in được một lần thôi không? Dạ, theo em là không. Bởi vì là ban đầu S0 bằng 1 với lại nó có một cái lệnh signal nữa, nó sẽ phải in được ít nhất 2 lần. Ờ đấy, thì các bạn phải phân tích như thế. Chúng ta phân tích là có 2 lần, có 3 lần rồi, liệu có 1 lần không thì chúng ta thấy không thể đúng không? Tại vì do là có cái S2 này bằng 0 nên là cái thằng P2 nó không thể thực thi trước, lúc nào nó phải đợi thằng B0 thực thi ít nhất một lần đã, thì lúc này đã một lần rồi đúng không? Ở thằng 2 thì thằng B2 nó phải thực thi thì lại phải in thêm một lần nữa. Như vậy là gì? Bài toán này chúng ta sẽ có hai đáp án là thể in ra 2 lần hoặc 3 lần đúng nào. Cảm ơn bạn Hoàng Minh rất nhiều, mình để cho bạn Hoàng Minh một điểm cộng hôm nay. Vâng. Phần này mà chúng ta chỉ làm một bài tập để các bạn biết được là cách thức hỏi của phần này như này thôi. Còn hôm nay chúng ta sẽ có bài tập về nhà, mình đã cũng đã đẩy lên rồi, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái phần
liên quan đến lập trình là bài tập về nhà. Các bạn mình đã biết rõ ở đấy rồi là chúng ta có ba cái bài lập trình liên quan đến ba cái bài toán chúng ta nghiên cứu ở phần lý thuyết hôm nay là bài toán producer consumer đúng không? Creed writer và Dining philosopher. Trong đó cái Dining philosopher thì cứ 5 giây các bạn sẽ in ra cái trạng thái hiện tại của mỗi nhà triết học. Nó đang ăn này, đang ăn nghĩa là nó đang sở hữu hai đũa. Còn nếu mà không phải đang ăn thì bạn ghi rõ là cái tình trạng là nó đang giữ đũa nào, đúng không? Nếu nó có thể là giữ một đũa hoặc là nó đang không giữ đũa nào, đúng là thì bạn ghi rõ cái tình trạng hiện tại để chúng ta xem là chạy như thế nào, đúng nào? Cứ 5 giây thì ra một lần in ra màn hình cái trạng thái của cả năm tiến trình, năm nhà triết học như thế. Và các bạn có thể sử dụng bất cứ cái ngôn ngữ lập trình nào để giải quyết cái bài toán này, đúng không nào? Còn mình gợi ý là Java thì cho phép các bạn dùng cái multi-thread để các bạn lập trình. Thì đây là cái gợi ý cho các bạn thôi. Còn các bạn thì bất cứ ngôn ngữ nào có thể sử dụng được thì các bạn sử dụng, không nhất thiết là chúng ta cứ minh họa được cái việc chạy của chúng ta, đúng không nào? Và chú ý là làm sao chúng ta phải để ví dụ bài toán producer consumer thì là hai tiến trình phải chạy song song, đúng không nào? Chứ không thể cứ một tiến trình chạy rồi tiến kia mới chạy, thì chúng ta không thể minh họa được cái tình huống hai tiến trình chạy song song và nó tranh chấp tài nguyên được, đúng không nào? Và chúng ta sử dụng cái cơ chế semaphore để chúng ta điều khiển cái việc truy cập vào tài nguyên của chúng ta, đúng không nào? Thì đấy là mình hy vọng về các bạn tìm hiểu để lập trình được. Và phần này là cái phần nó cũng tương đối khó nên các bạn nên bỏ thời gian ra để hiểu được cái việc đồng bộ. Ở đây là chúng ta đang đồng bộ cái gì, bài toán chúng ta giải quyết vấn đề gì, đúng không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều và hôm nay chúng ta kết thúc buổi học ở đây hơi sớm một chút nhưng cũng là để các bạn tìm hiểu phần cốt là chính thôi. Tuần sau chúng ta sẽ học thêm cái nội dung về deadlock và cái bài kiểm tra tuần 6 của chúng ta là từ đầu đến cái phần deadlock. Mình hy vọng là các bạn về các bạn ôn tập dần dần các kiến thức từ đầu đến cái phần kiến thức buổi học tuần sau. Tuần sau thì kiến thức về deadlock này rất là dễ, nó không khó, đúng không nào? Các bạn có câu hỏi gì ở đây không nào? Về bài tập về cái bài học hôm nay. Nếu mà không có câu hỏi gì thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào cô ạ. Chào các bạn.